Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 2411, đốt lửa 2. Văn Hạo Nam nghe thấy hắn nhắc tới chuyện Tần Manh Manh giết chết Tần Chấn Đông thì nội tâm không khỏi cả kinh, chân tướng trong chuyện này chỉ có một mình hắn biết, năm đó người giết chết Tần Chấn Đông không phải là Tần Manh Manh mà là hắn, chính là vì hắn đúng dịp nghe thấy Tần Chấn Đông và Tần Manh Manh cãi nhau, mới biết Tần Chấn Đông năm đó đã làm ra chuyện không bằng với Tần Manh Manh, thế cho nên Tần Manh Manh sinh ra Tần Hoan. Văn Hạo Nam bởi vậy mà sinh ra sát tâm, giết chết Tần Chấn Đông, sau đó lại giá họa cho Tần Manh Manh. Đây là chuyện cũ mà trong lòng hắn không muốn nhớ tới nhất, chẳng lẽ Trần An Bang đã biết được chân tướng trong đó. Trần An Bang nói, Tần Manh Manh giết chết Tần Chấn Đông, vốn phải chịu chế tài của pháp luật, nhưng Hà Trường An và Trương Dương hai người. Không biết nghĩ ra biện pháp gì, cứu cô ta ra ngoài, rồi đưa ra nước ngoài, biến hóa nhanh chóng trở thành Hà Vũ Mông. Hơn nữa cô ta lại làm phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên hiện tại ít người nhận ra được cô ta. Phó Hải Triều nói, chuyện này gần đây rất ầm ĩ, tôi cũng được nghe nói một chút. Trần An Bang nói, các anh nghĩ xem, cô ta khó khăn lắm mới thoát ra được, vì sao cứ muốn về. Phó Hải Triều nói, tôi cũng không rõ, nếu như là tôi thì nói gì cũng sẽ không về. Trần An Bang nói, còn không phải là vì tình cảm ư, cô ta thích Trương Dương. Trương Dương bảo cô ta làm gì thì cô ta tất nhiên đều cam tâm tình nguyện. Người Văn Hạo Nam rung rung, rõ ràng bởi vì những lời này của Trần An Bang mà sinh ra phản ứng không tự chủ được. Phó Hải Triều tựa hồ cũng không đồng ý với những lời này của Trần An Bang, hắn lắc đầu, An Bang, thằng nhóc cậu lại nói hưu nói vượn rồi, ai chẳng biết Trương Dương đã có vợ chưa cưới, hắn và Tần Manh Manh sao có thể, hơn nữa hắn bảo Tần Manh Manh làm nhiều chuyện như vậy đối với hắn có lợi ích gì. Trần An Bang nói, anh, các anh là không biết đó thôi. Tần Manh Manh vốn đã bị cảnh sát bao vây, bất kể hiện tại dùng tên gì để xuất hiện thì trước mặt công nghệ cao, thân phận thực sự của cô ta đều sẽ không thể che giấu được, cô ta là tội phạm giết người. Trần An Bang mắt say lờ đờ. Phó Hải Triều nói, đúng là càng nói càng bậy, An Bang, đừng nói nữa, tôi đưa cậu về. Trần An Bang nói, tôi muốn nói, chúng ta đều biết cô ta tội phạm giết người. Nhưng vì sao Kiều Lão vẫn giúp cô ta? Với thân phận và địa vị của ông ta vì sao mạo hiểm danh dự bị tổn hại mà giúp cô ta? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phó Hải Triều và Văn Hạo Nam trầm mặc, đây cũng là chuyện bọn họ không nghĩ ra. Trần An Bang nói, Trương Dương là con nuôi của Bác Văn, hắn vì sao không nhờ Bác Văn giúp? Các anh có phát hiện trong đây tồn tại điểm đáng ngờ rất lớn hay không? Phó Hải Triều nói, có lẽ chính là vì hắn đã cân nhắc đến những vấn đề này, cho nên mới không muốn mang đem phiền toái tới cho Bác Văn. Trần An Bang ra sức lắc đầu, không phải, là vì ở trong lòng hắn vẫn luôn nghiêng về phía Kiều gia. Các anh có nghe nói gần đây có lời đồn, nói người chủ trì cục diện chính phủ trong tương lai rất có thể là một người khác. Phó Hải Triều và Văn Hạo Nam liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đều bởi vì những lời này của Trần An Bang mà lắp bắp kinh hãi. Trần An Bang tuy rằng không chỉ rõ, nhưng ý tứ của hắn đã được biểu đạt rất đầy đủ, hắn rõ ràng đang nói chuyện của Tần Manh Manh là Kiều gia ở phía sau màn bày ra, Trương Dương chỉ là một kẻ chấp hành, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ Kiều gia đã có tính toán khác? Trần An Bang nói tới đây thì say mềm, không ngờ ngã ngửa ra sofa mà ngủ. Sắc mặt Phó Hải Triều trở nên âm trầm, vẻ mặt Văn Hạo Nam cũng vô cùng nghiêm túc. Hai người giao Trần An Bang cho Hoàng Thiện rồi cùng nhau rời khỏi Vương Phủ Hội Quán. Khi ra cửa, Văn Hạo Nam vẫn nghĩ đến chuyện vừa rồi, lờ đãng đụng phải một người từ phía trước đi tới, Văn Hạo Nam vội vàng nói, ngại quá. Hắn ngẩng đầu ngạc nhiên nói, là anh à. Văn Hạo Nam không ngờ người đối diện mình lại là Kỳ Sơn. Hắn đối với Kỳ Sơn cũng không xa lạ gì, năm đó khi em gái của Trương Dương Triệu Tĩnh kết hôn. Văn Hạo Nam xuất lĩnh cảnh sát tới kê biên tài sản khách sạn Tuệ Nguyên là nơi đặt tiệc, khách sạn đó chính là sản nghiệp của Kỳ Sơn, có thể nói giữa hắn và Kỳ Sơn không hề có ký ức vui vẻ nào. Bên cạnh Kỳ Sơn cũng có hai bằng hữu, hắn cơ hồ đồng thời nhận ra Văn Hạo Nam, mỉm cười nói, Văn Cục, thật là khéo, đúng như câu không phải oan gia không đụng đầu, ôi ôi, nói đùa thôi, nên là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Kỳ Sơn vươn tay về phía Văn Hạo Nam. Văn Hạo Nam lại không bắt tay với hắn, lạnh lùng nói, ở kinh thành vẫn phải tuân kỳ thủ pháp đó. Kỳ Sơn cười nói, đến chỗ ăn chơi cũng phạm pháp à. Văn Cục có thể đến còn chúng tôi thì không thể tới ư. Hai bằng hữu bên cạnh hắn đều bật cười. Văn Hạo Nam không có ý dây dưa với hắn, vào bên trong xe của Phó Hải Triều, Phó
Phó Hải Triều khởi động động cơ, nói khẽ, mùa thu kinh thành đã bắt đầu lạnh rồi. Văn Hạo Nam cười cười, trong lòng vẫn nghĩ tới những lời nói của Trần An Bang. Phó Hải Triều nói, Hạo Nam, vừa rồi An Bang toàn nói vớ vẩn thôi, anh trăm ngàn lần đừng để ở trong lòng, tôi thấy chuyện chắc không phải như hắn nói đâu. Văn Hạo Nam nói, lời đồn là ở chí giả, có một số việc không tới lượt chúng ta quan tâm. Phó Hải Triều cười vỗ vỗ vai Văn Hạo Nam, Hạo Nam, hai người chúng ta thủy chung đều rất giống nhau. Văn Hạo Nam ở sâu trong lòng thì không cho rằng như vậy, bất kể hắn và Phó Hải Triều từng có quan hệ như thế nào, hiện tại đã có một sự thật xảy ra trước mặt bọn họ, cha của bọn họ tồn tại quan hệ cạnh tranh, ngoài miệng hắn tuy rằng nói là quân tử chi tranh của trưởng bối, nhưng trong đáy lòng hắn vẫn tràn ngập đề phòng Phó Hải Triều, con người ai cũng ích kỷ, có ai mà không nghĩ cho cha mình. Tối nay sự xuất hiện của Trần An Bang là nằm ngoài ý liệu của Văn Hạo Nam. Những lời nói trong cơn say của hắn vừa rồi lại khiến Văn Hạo Nam suy nghĩ sâu xa, hắn tuy rằng không thể chứng thực tính chân thật trong lời nói của Trần An Bang là bao nhiêu, nhưng câu nói cuối cùng kia quả thực khiến cho người ta tỉnh ngủ. Văn Hạo Nam về nhà thì đã sắp là đêm khuya, còn chưa tiến vào cửa lớn thì ngẩng đầu nhìn thấy bên trong thư phòng của cha vẫn sáng đèn, khi đi qua thư phòng hắn thả nhẹ bước chân, sợ đánh thức cha, nhưng động tĩnh ngoài cửa vẫn bị cha nghe thấy. Văn Quốc Quyền nói, Hạo Nam đã về đấy à? Văn Hạo Nam bất đắc dĩ dừng chân, hắn đẩy cửa phòng đang khép hờ đi vào, nở một nụ cười với cha, cha, đã muộn thế này cha vẫn chưa ngủ ư? Văn Quốc Quyền nói, không ngủ được, lâu như vậy rồi không gặp con, trong lòng có một số lời muốn nói với con. Văn Hạo Nam cười nói, quá muộn rồi, cha hay là nghỉ ngơi sớm một chút, con cũng đâu có đi ngay, ngày mai chúng ta hẵng nói chuyện. Bây giờ luôn đi. Ngữ khí của Văn Quốc Quyền vô cùng kiên trì. Văn Hạo Nam chỉ có thể gật đầu, ngồi xuống sofa bên cạnh, đây là vị trí cách cha xa nhất mà hắn có thể tìm được. Văn Hạo Nam đoán được đề tài của cha tối nay 10 phần có 9 là có liên quan tới Trương Dương, nghĩ tới đây nội tâm hắn lập tức trở nên không bình tĩnh được, trong mắt hắn cha mẹ đối với thằng con nuôi Trương Dương dường như so với con trai ruột là hắn thì còn quan tâm hơn nhiều. Văn Quốc Quyền nói, con 34 tuổi rồi đúng không? Văn Hạo Nam nói, tháng sau chính là sinh nhật lần thứ 35 của con. Văn Quốc Quyền gật đầu, tam thập nhi lập, nên thành gia thất rồi, nam nhân chưa thành gia thất thì thủy chung không thể thực sự lớn được. Văn Hạo Nam nói, cha trước đây không phải là thánh thành trước tiên lập nghiệp đã rồi mới thành gia thất ư. Văn Quốc Quyền nói, con và Sophia yêu nhau cũng không phải ngắn, nghe mẹ con nói thì tình cảm của các con đã ổn định, lúc nào an bài để hai nhà gặp mặt, tốt nhất mời cha mẹ cô ta tới kinh thành du lịch. Cũng tiện định ra hôn kỳ của các con. Văn Hạo Nam nhíu mày, không nói đồng ý nhưng cũng không phản đối, ở trong lòng hắn không thích cha an bài cho mình. Văn Quốc Quyền ý thức được con trai có thể tồn tại tình tự mâu thuẫn, nói khẽ con không đồng ý ư. Văn Hạo Nam nói, không có gì, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp mặt. Văn Quốc Quyền nói, thái độ sinh hoạt của con sao có chút tiêu cực vậy? Trước đây con đâu phải như thế. Văn Hạo Nam nói, cha. Cha biết chuyện Trương Dương làm gần đây không? Văn Quốc Quyền gật đầu, cũng biết một ít. Văn Hạo Nam nói, hắn ở kinh thành chọc vào rất nhiều phiền toái, xét đến cùng thì đều là vì Hà Vũ Mông, con gái của Hà Trường An, mà căn cứ vào tin tức con đã chứng thực thì Hà Vũ Mông chính là Tần Manh Manh. Văn Quốc Quyền thật ra đã biết chuyện này, vẻ mặt của y không hề lộ ra bất kỳ vẻ ngạc nhiên nào, vậy thì sao? Việc này có liên quan tới con ư? Văn Hạo Nam nói, cha. Chẳng lẽ cha không cảm thấy việc này có liên quan tới Văn gia chúng ta ư? Hiện tại có rất nhiều chứng cứ có thể chứng minh Hà Trường An lúc sinh tiền từng làm ra rất nhiều hành động phạm tội thương nghiệp, cô ta biết rõ trong nước đang tra cô ta thì vì sao còn mạo hiểm trở về. Văn Quốc Quyền nói, đây là chuyện của cô ta, chúng ta không có quyền can thiệp vào quyết định của người khác, Hà Trường An tuy rằng có giao tình với cha, nhưng giữa chúng tôi không có bất kỳ giao dịch bất chính nào cả. Văn Hạo Nam nói, con tin nhưng liệu người khác có tin không? Nếu như tin thì vì sao lại gây ra chuyện của hội từ thiện? Vì sao bên ngoài có nhiều lời đồn bất lợi cho Văn gia chúng ta như vậy? Cha, bất kể cha thừa nhận hay không thì chuyện của Hà gia đã tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho cha. Chương 2412, đốt lửa 3. Văn Quốc Quyền nói, nếu đã lựa chọn con đường này thì đừng sợ người ta nói ra nói vào, làm người quan trọng là trong lòng bằng phẳng. Nếu như làm việc gì cũng sợ đầu sợ đuôi, tính trước toán sau thì như vậy còn làm gì? Văn Hạo Nam nói, cha, hôm nay Tần gia phái người tới bát quái môn bắt Tần Manh Manh,
cha biết là ai đã giải vây cho cô ta không? Văn Quốc Quyền không hề trả lời vấn đề này, y đương nhiên biết, hơn nữa đã hỏi qua Trương Dương tình huống lúc ấy. Văn Hạo Nam nói, là Kiều Lão. Cha có nghĩ tới không, Kiều Lão và Tần Manh Manh vốn không quen biết, vì sao muốn ra mặt cho cô ta? Bởi vì Trương Dương xảy ra chuyện này mà Trương Dương không nhờ cha giúp đỡ, ngược lại tìm tới Kiều Lão, trong đây rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nội tâm của Văn Quốc Quyền bởi vì những lời này của hắn mà chấn động, chợt trên mặt y hiện ra vẻ giận dữ, y hầm hầm nhìn con trai, trong đầu của con cả ngày chỉ nghĩ tới việc này thôi ư. Văn Hạo Nam nói, cha, con là nghĩ cho cha thôi. Không cần, chuyện của tôi không cần anh hao tâm tốn sức. Văn Hạo Nam còn muốn nói tiếp nhưng Văn Quốc Quyền đã nhắm hai mắt lại, nói khẽ con đi ngủ đi, cha chút mệt mỏi rồi. Văn Hạo Nam chỉ có thể, chúc cha ngủ ngon rồi đi. Ngày Ngũ Đắc Chí đến kinh thành trời mưa thực sự rất to, sau khi Trương Dương tới nhà ga đón hắn thì trực tiếp dẫn hắn tới hiện trường hình Chiêu Huy hôm ấy bỏ mình, Cảnh Chí Siêu đã chờ bọn họ ở đó. Ngũ Đắc Chí trước đây khi làm ở Quốc An cũng quen Cảnh Chí Siêu, có điều hai người thuộc hai bộ môn khác nhau cho nên chỉ là sơ giao. Lần này Ngũ Đắc Chí đến kinh giúp điều tra, cũng không phải là bởi vì Cảnh Chí Siêu mà là nể mặt Trương Dương. Cảnh Chí Siêu rất nhiệt tình vươn tay ra. Ngũ Đắc Chí mỉm cười nói, miễn đi, tôi không tiện. Hắn trong vụ nổ ở Đông Giang đã mất cánh tay phải, chính là lần tao gộ đó đã khiến hắn nản lòng thoái chí đối với nhân sinh, nếu như không phải Trương Dương giúp, Ngũ Đắc Chí tuyệt không thể thoát khỏi ám ảnh nhanh như vậy. Hiện tại bề ngoài của hắn trên cơ bản đã phục hồi như cũ, tình cảm của hắn và Đồng Tú Tú cũng đã mặn nồng, nếu như không phải Trương Dương ra mặt mời thì Ngũ Đắc Chí cũng sẽ không tham gia vào bất kỳ chuyện gì của Quốc An nữa. Trương Dương chỉ vào mảnh đất phía trước bọn họ, nơi này chính là nơi hôm ấy phát sinh vụ nổ. Ngũ Đắc Chí gật gật đầu, hiện trường đã được tẩy rửa, từ bề ngoài không thể nhìn ra dấu vết của vụ nổ. Ở phương diện miêu tả hiện trường thì Cảnh Chí Siêu hiển nhiên chuyên nghiệp hơn, hắn kể lại tình huống hôm ấy với Ngũ Đắc Chí, cũng rất chuẩn xác vạch ra vị trí chiếc xe và phạm vi vụ nổ lan tới. Ngũ Đắc Chí ở hiện trường cẩn thận thăm dò một hồi, vẫn không dễ ở chỗ đã được tẩy rửa tìm ra dấu vết để lại. Cảnh Chí Siêu nói với Trương Dương, hắn từng là chuyên gia gỡ bom ưu tú nhất của Quốc An. Nói xong tạm dừng một chút rồi bảo, vẫn luôn là vậy. Trương Dương rất hài lòng với câu bổ sung này của Cảnh Chí Siêu, kết cục của chuyên gia ưu tú lại không hề tốt. Cảnh Chí Siêu thở dài, đối với chuyện quá khứ hắn cũng không tiện bình luận. Ngũ Đắc Chí thăm dò xong tình huống hiện trường thì trở lại bên cạnh bọn họ, nói với Cảnh Chí Siêu, xác của chiếc xe này còn không? Cảnh Chí Siêu gật đầu nói, ở bãi đỗ xe Thảo Kiều. Ngũ Đắc Chí nói, chúng ta đi xem. Bãi đỗ xe Thảo Kiều cũng không xa, tới bãi đỗ xe, Ngũ Đắc Chí một mình đi kiểm tra xác xe. Cảnh Chí Siêu lấy thuốc lá ra, rút một điếu đưa cho Trương Dương xua tay nói, tôi không biết hút. Cảnh Chí Siêu nói, chuyện chủ nhiệm Hình Ngộ Hại đã dẫn tới sự coi trọng cao độ của cấp trên, ngay lập tức đã thành lập tổ chuyên án, cũng quy định ngày phá án cho chúng tôi. Trước mắt áp lực chúng tôi phải gánh là vô cùng lớn. Trương Dương nói, có một số người luôn hậu chi hậu giác, sau khi chuyện phát sinh mới bắt đầu hành động, trước đó đã làm gì? Trước đó xảy ra nhiều chuyện như vậy mà chẳng lẽ vẫn không khiến họ tỉnh ra ư? Cảnh Chí Siêu thở dài nói, chỉ trách đối thủ của chúng ta quá giảo hoạt. Ngũ Đắc Chí kiểm tra nửa giờ xác xe, hắn không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, chờ hắn thăm dò xong toàn bộ, rất nhanh liền đưa ra kết luận, quản thành. Là thủ pháp quản thành quen dùng. Cảnh Chí Siêu nói, anh sao có thể kết luận chính là quản thành. Ngũ Đắc Chí nói, quản thành thích dùng chất lỏng, hơn nữa đánh bom xe chính là trò hắn am hiểu nhất, hắn nối thiết bị dẫn nổ bom và mạch ô tô lại với nhau, tôi đã từng cộng sự với hắn, thủ pháp của hắn tôi rất quen thuộc. Cảnh Chí Siêu nói, nếu như tôi nhớ không lầm thì năm đó anh ở Đông Giang bị thương vì nổ, cũng là hắn xuống tay. Ngũ Đắc Chí nghe thấy Cảnh Chí Siêu nhắc tới chuyện này thì không khỏi nhíu mày, hắn dùng răng cởi găng tay, nói khẽ, việc anh bảo tôi làm xong rồi, giờ tôi đi được rồi chứ. Cảnh Chí Siêu nói, có thể nói cho tôi biết một số tình huống khác của quản thành không? Ngũ Đắc Chí nói, tôi đã rất lâu rồi không gặp hắn, nếu như có thể tìm được hắn thì tôi sẽ tự tay nhét một quả bom vào đúng quần hắn. Cảnh Chí Siêu nói, Đắc Chí, có thể gia nhập tổ chuyên án của chúng tôi hay không? Ngũ Đắc Chí lắc đầu, xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Một người tàn phế như tôi đối với các anh cũng không có lợi ích gì, bắt người là chuyện của các anh. Nói xong hắn xoay người bước đi.
Trương Dương đuổi theo hắn, cùng Ngũ Đắc Chí lên ô tô. Sau khi Trương Dương lái xe rời khỏi hiện trường mới nói, tôi sao cảm thấy anh hình như rất ghét Cảnh Chí Siêu. Ngũ Đắc Chí lạnh lùng cười nói, không thích, đương nhiên cũng không ghét, tôi và hắn vốn không quen, anh không biết tình huống nội bộ của tổ chức, bọn họ tìm tôi đến không chỉ là nhờ tôi giúp, còn bởi vì bọn họ hoài nghi tôi nữa. Trương Dương kinh ngạc nói, hoài nghi anh ư, bọn họ dựa vào gì mà hoài nghi anh? Ngũ Đắc Chí nói, tôi quá quen với thủ pháp làm việc của bọn họ, chủ nhiệm Hình Ngộ Hải, bọn họ đầu tiên sẽ tập trung lên mấy người thuộc tổ tháo dở bom của Quốc An, trong đây thì tôi và Quản Thành có trình độ nghiệp vụ cao nhất, bọn họ không thể không nghĩ tới Quản Thành, gọi tôi tới chủ yếu là để tiến hành loại trừ. Trương Dương nói, đám người này thật đúng là chỉ biết làm chuyện thừa thãi, có nhiều thời giờ như vậy vì sao không đi bắt Quản Thành. Ngũ Đắc Chí nói, anh tin tôi nhưng chưa chắc người khác đã chịu tin. Loại trừ cũng là bình thường. Quản Thành rất giàu hoạt, lại có thiên phú về chất nổ, nhưng phong cách của hắn lại quá rõ ràng, trước giờ không nghĩ tới hậu quả mà vụ nổ có thể dẫn phát, không nghĩ tới liệu có làm bị thương người vô tội hay không, chỉ cần có thể trừ bỏ mục tiêu thì cái khác hắn không bận tâm tới. Trương Dương nói, hắn chắc là tên cuồng nhân. Ngũ Đắc Chí gật đầu, lại nói, cho dù là thiên tài cũng sẽ lưu lại dấu vết, cái hắn dùng để làm chủ nhiệm Hình nổ chết chính là bom tự chết. Không phải là thành phẩm của hỏa cho nên rất khó truy tra nguồn gốc. Trương Dương nói, thế chẳng phải là nói chúng ta rất khó tóm được hắn ư. Ngũ Đắc Chí nói, không tìm thấy nguồn gốc của bom, nhưng chúng ta có thể từ tài liệu chế bom của hắn mà tìm. Loại tài liệu hắn dùng tên là acetone peroxide, tên gọi tắt là TATP, từ acetone và hydrogen peroxide dưới chất xúc tác nhiệt độ thấp hợp thành. Trương Đại Quan Nhân chịu không hiểu nổi những cái này, điều hắn quan tâm là làm để tìm được Quản Thành. Ngũ Đắc Chí nói, acetone và hydrogen peroxide là tài liệu vô cùng thông thường, rất dễ tìm được, nhưng nếu như ở cửa hàng thường quy thì rất khó mua được, bởi vì sẽ có lập hồ sơ, bình thường có được hai loại tài liệu này thì cách đơn giản nhất có hai, một là trường học, hai là bệnh viện. Nếu so sánh thì độ khó của cái sau nhỏ hơn, chúng ta có thể tiến hành điều tra quan hệ xã hội của Quản Thành, khoanh vùng người có liên quan tới hắn, sàng lọc người công tác ở hai phương diện này, như vậy chúng ta có thể tìm được manh mối. Trương Dương nói, những lời này anh vừa rồi sao không nói với họ? Ngũ Đắc Chí nói, tôi không tin bọn họ, gần đây nội bộ xảy ra nhiều chuyện như vậy, rất khó nói ai đáng tin. Bọn họ có thể hoài nghi tôi thì tôi cũng có thể hoài nghi bọn họ. Trương Dương nói, đi, chuyện này chỉ có thể tìm hệ thống công an giúp. Phu Cường Hoa đối với Trương Dương đến thăm có chút ngạc nhiên, sau khi nghe nói mục đích của hắn thì càng nghiệm chứng đạo lý vô sự bất đăng tam bảo điện. Trước đó trong chuyện của Bát Quái Môn, Phu Cường Hoa đối với Trương Dương luôn cảm thấy áy náy, đối với yêu cầu điều tra quan hệ xã hội của Quản Thành Phu Cường Hoa nhận lời ngay. Quản Thành rời khỏi Quốc An đã được 4 năm rồi, đối với hồ sơ tư liệu trong đoạn thời gian ở Quốc An thì cho dù là Phu Cường Hoa cũng bất lực, có điều bọn họ vẫn tìm được một số manh mối. Bên trong thân thích của Phu Cường Hoa có hai người làm nghề y, một người làm giáo dục, trong đó vợ cũ Dương Nguyệt Nga của Quản Thành chính là công tác ở Bệnh viện Nhân dân khu Tây Kinh. Hơn nữa cương vị của cô ta chính là ở khoa dược. Trương Dương và Ngũ Đắc Chí tìm được điểm này thì lập tức tập trung điểm đáng ngờ trên người Dương Nguyệt Nga. Trương Đại Quan Nhân và Ngũ Đắc Chí hiện tại dù sao cũng không có quyền triển khai điều tra. Muốn điều tra Dương Nguyệt Nga thì phải sư xuất hữu danh. Vì thế Trương Dương tiết lộ cho Vu Cường Hoa một chút về chuyện này. Vu Cường Hoa cân nhắc một chút rồi quyết định do mình ra mặt giúp bọn họ điều tra chuyện này. Chương 2413, Kiểm tra 1. Trương Dương và Vu Cường Hoa tới tìm Dương Nguyệt Nga. Dương Nguyệt Nga sau khi nghe Vu Cường Hoa biểu lộ thân phận thì trên mặt không hề có bất kỳ vẻ kích động nào, cô ta lạnh lùng nói các anh tìm tôi làm gì. Vu Cường Hoa nói, Quản Thành cho chắc biết. Dương Nguyệt Nga nói, biết, nhưng không thân. Căn cứ vào tình huống mà chúng tôi tìm hiểu được thì hắn của anh chồng trước của cô. Dương Nguyệt Nga nói, không sai, là chồng trước của tôi, nhưng điều này không có nghĩa là tôi thân với hắn. Nếu như thân thì chúng tôi lúc trước cũng không đến mức ly hôn. Phu Cường Hoa, nói chúng tôi hôm nay tới tìm cô là muốn tìm hiểu một chút tình huống về Quản Thành. Cần tôi lặp lại không? Tôi và hắn đã ly hôn 12 năm rồi, trong 12 năm này hắn làm gì thì tôi căn bản không biết. Phu Cường Hoa nói, khi hai người kết hôn, cô biết hắn làm gì không? Hắn nói cho tôi biết là một nhân viên bán hàng, vẻ mặt của Dương Nguyệt Nga lộ ra có chút bực mình. Phu Cường Hoa nhìn chung quanh văn phòng rồi giả vờ tới trước bình đựng dung dịch oxy già, nói khẽ hydrogen peroxide,
mỗi bệnh viện đều có thuốc sát trùng này, lượng dùng nhất định rất lớn. Dương Nguyệt Nga nói, thuốc sát trùng bình thường đến không thể bình thường hơn, với tri thức về chuyên ngành của các anh, có thể nhận ra được cũng là hiếm có. Những lời này của cô ta tràn ngập vẻ trào phúng. Phu Cường Hoa cũng không bận tâm tới sự châm chọc khiêu khích của cô ta, mỉm cười nói, bệnh viện đối với sử dụng những loại thuốc này có chế độ điều lệ nghiêm khắc, muốn tra ra lượng dùng cụ thể chắc không khó đâu nhỉ. Dương Nguyệt Nga nói, anh đang hoài nghi cái gì, nếu như anh muốn xem thì tôi có thể lấy ghi chép xuất nhập kho cho anh xem, có điều phải có điều kiện tiên quyết, anh trước hết có được chữ ký của viện trưởng đã. Ánh mắt Phu Cường Hoa bị thời gian trực trên tường hấp dẫn, hắn nói khẽ cô cứ 7 ngày thì có một ca đêm. Dương Nguyệt Nga nói, cái đó có liên quan tới anh ư. Phu Cường Hoa cười cười không nói gì, hắn đánh mắt ra hiệu cho Trương Dương rồi hai người cáo từ. Trương Đại Quan Nhân cảm thấy sự dò hỏi của Vu Cường Hoa không hề có được đột phá tiến triển với tính đột phá nào, không cam lòng nói cứ vậy mà đi ư. Vu Cường Hoa nói, cô ta rất bình tĩnh, từ sau khi nhìn thấy chúng ta đã bắt đầu đề phòng, người như vậy rất khó hỏi ra được gì. Trương Dương nói, hay là để tôi, thử xem hắn rất có lòng tin với nhiếp hồn thuật của mình. Vu Cường Hoa chỉ máu giám sát ở trước phòng thuốc thử, bệnh viện đối với phòng này đều lắp thiết bị theo dõi. Chỉ cần quản thành tới bái phòng Dương Nguyệt Nga thì nhất định sẽ bị ghi lại. Phu Cường Hoa tới khoa bảo vệ bệnh viện, bởi vì nơi này là khu trực thuộc của hắn, trưởng khoa bảo vệ biết hắn, nghe nói Phu Cường Hoa muốn tra án, tất nhiên toàn lực phối hợp. Trực giác của Phu Cường Hoa cũng không sai, Dương Nguyệt Nga khi trực đêm vào 2 tuần trước quả thực có người tới bái phòng cô ta, căn cứ vào đối chiếu ban đầu thì người đó chính là chồng trước của cô ta quản thành. Phu Cường Hoa làm việc gì cũng chú trọng chứng cớ, có được chứng cớ này. Hắn lại tới phòng thuốc thử. Dương Nguyệt Nga nhìn thấy Vu Cường Hoa đi rồi còn quay lại thì sắc mặt liền có chút thay đổi. Vu Cường Hoa cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đưa chứng cớ ra trước mặt Dương Nguyệt Nga, đối mặt với chứng cớ thực sự. Dương Nguyệt Nga không thể không cúi đầu, cô ta nói khẽ, không sai, quản thành quả thực vào 2 tuần trước đã tới tìm tôi không nói dối, trước lần gặp hắn này tôi đã có rất nhiều năm rồi không gặp hắn. Vu Cường Hoa nói, hắn tìm cô làm gì? Dương Nguyệt Nga cắn cắn môi, cuối cùng cũng nói, hắn tìm tôi xin ít dung dịch oxy ra, chỉ nói là để khử độc, tôi liền cho hắn một ít. Phu Cường Hoa nói, trừ dung dịch oxy ra còn xin cô thứ gì khác nữa không? Dương Nguyệt Nga nói, không, thực sự là không. Phu Cường Hoa nói, cô có biết hiện tại hắn đang sống ở đâu hay không? Dương Nguyệt Nga nói, tôi đã gần 10 năm rồi không gặp hắn, hắn trong khoảng thời gian này làm gì? Hiện tại đang làm gì thì tôi hoàn toàn không biết gì cả, chúng tôi đã sớm không còn tình cảm, hắn có phải đã làm chuyện xấu gì hay không? Phu Cường Hoa nói, trừ cô ra thì quản thành ở kinh thành còn có thân nhân nào không? Dương Nguyệt Nga lắc đầu, hắn có 2 chị gái, một người ở Hong Kong, một người ở Pháp, cha mẹ thì chết sớm, trong nhà hình như không còn ai cả. Phu Cường Hoa nói, hắn có bằng hữu nào khác hay không? Hắn không có bằng hữu. Dương Nguyệt Nga nói rất quả quyết, sau khi nói xong thì cô ta tựa hồ nhớ tới gì đó, đúng rồi, hắn có một ông chú, không phải chú ruột, là bạn của cha hắn, tên là Lý Thượng Chí, hắn từng nói với tôi, người đó là người duy nhất từng giúp hắn trong những bằng hữu còn sống của cha hắn, tên người này tôi nhớ rất rõ, không sai, bởi vì khi chúng tôi kết hôn ông ấy đặc biệt vẽ một bức tranh tặng cho tôi, còn tặng một chiếc quạt điện. Phu Cường Hoa và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều cảm thấy Dương Nguyệt Nga không giống như là đang nói dối, chỗ cô ta có dung dịch oxy già, nhưng lại không có acetone, nói cách khác quản thành có thể đã từ chỗ cô ta có được hydrogen peroxide, loại tài liệu khác thì lấy từ chỗ khác. Dương Nguyệt Nga chắc là thực sự bị quản thành qua mặt, không biết hắn muốn dùng dung dịch oxy già mình cung cấp đi làm gì. Phu Cường Hoa tiếp tục nói, cô biết Lý Thượng Chí hiện tại ở đâu không? Dương Nguyệt Nga lại lắc đầu, tôi sau khi ly hôn quản thành thì cắt đứt tất cả liên lạc với hắn. Lý Thượng Chí 5 năm trước quả thực có tới tìm tôi một lần, lúc ấy là nhờ tôi khám bệnh, nhưng sau này thì không tới nữa. Nằm viện à? Dương Nguyệt Nga nghĩ nghĩ rồi gật đầu, đúng rồi, là nằm viện, lúc ấy ở khoa tim mạch, bởi vì giường ngủ quá ít nên tôi giúp ông ta tìm. Chỉ cần nằm viện thì chắc có thể tìm được bệnh lịch của ông ta, từ trên bệnh lịch chắc không khó tra ra địa chỉ của Lý Thượng Chí. Trương Dương tìm Vu Cường Hoa giúp tuyệt đối là hành động chính xác. Phu Cường Hoa chẳng những làm việc thực sự mà còn tâm tư kín đáo, hơn nữa lòng chính nghĩa của người này rất mạnh. Ở phòng bệnh án đã có phát hiện, Lý Thượng Chí sống cách Bệnh viện Nhân dân khu Tây Kinh cũng không xa,
ở ký túc xá nhà máy tạo nước Sơn khoảng 1 cây số từ bệnh viện đi về phía tây nam, nhà máy tạo nước Sơn sớm đã đóng cửa, hiện giờ chỉ còn lại 2 dãy ký túc xá, bởi vì trường kỳ thiếu quản lý hữu hiệu cho nên nơi này trông đổ nát vô cùng. Phu Cường Hoa và Trương Dương tới ký túc xá, tìm một lão nhân hỏi về Lý Thượng Chí thì được nói là Lý Thượng Chí qua đời 3 năm rồi, có điều con trai Lý Vĩ Quân của ông ta thì vẫn ở đây, Lý Vĩ Quân không ở nhà, hắn bình thường đều tới chợ Tây Hưng kinh doanh nước Sơn. Chương 2414, kiểm tra 2. Phu Cường Hoa trên cơ bản đã tỏa định Lý Vĩ Quân rất có thể là người cung cấp propanol cho quản thành. Ánh mắt trời buổi chiều khiến cho người ta buồn ngủ, Lý Vĩ Quân đang dựa vào quầy hàng lim dim, bỗng nhiên bị tiếng vỗ lên tủ hàng làm bừng tỉnh, hắn mở đôi mắt nhập nhèm, chớp chớp mắt nói, chuyện gì thế? Muốn mua gì? Người tới tìm hắn là Trương Dương, Phu Cường Hoa chưa ra mặt, bởi vì lo lắng bị người ta nhận ra. Trương đại quan nhân giả bộ thần bí, nhìn chung quanh rồi hạ giọng nói, propanol. Lý Vĩ Quân ngây ra một thoáng, sau đó nhếch môi bật cười, người anh em, anh muốn mua thứ đó làm gì? Trộn sơn. Lý Vĩ Quân nói, ồ, vậy dầu chuối tốt hơn. Trương Dương nói, anh sao lằng nhằng thế? Tôi cứ muốn dùng propanol. Lý Vĩ Quân cười ha ha, người anh em, anh đi khắp cả cái chợ Tây Hưng này cũng không có ai bán thứ đó đâu. Hiện tại thứ đó thuộc phạm vi quản khống rồi anh biết không? Mau đi đi, chỗ tôi không có thứ đó, chuyện trái với chính sách tôi không làm đâu. Trương Dương nói, người anh em, anh lừa được ai chứ? Tôi có thể tìm được anh, cũng không phải là tình cờ đâu, anh có thể bán cho người khác thì sao không thể bán cho tôi? Lý Vĩ Quân vừa nghe vậy thì sửng sốt, anh nghe ai nói bậy thế? Tôi chưa bao giờ bán thứ đó. Trương Dương nói, đừng con mẹ nó giả vờ, anh quản giới thiệu tôi đến. Lý Vĩ Quân nghe hắn nói như vậy thì vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, quan sát Trương Dương một chút rồi nói khẽ anh quản sao không tự tới. Trương Dương nói, việc nhỏ như vậy, còn cần anh ta tự mình tới ư. Lý Vĩ Quân cười nói, cũng đúng, có điều, anh dù sao cũng phải bảo anh ta gọi điện thoại tới chứ. Trương Dương nói, không tin tôi à. Lý Vĩ Quân nói, chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt, không thể nghe anh nói gì cũng tin được. Anh gọi điện thoại cho anh quản đi. Để anh ta tự mình nói với tôi. Trương Dương nói, xem ra anh thực sự quên tôi mất rồi, anh nhìn kỹ tôi đi. Lý Vĩ Quân quả nhiên nhìn lên mặt hắn, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì lập tức bị mắt Trương Dương hút vào, chỉ cảm thấy ánh mắt của Trương Dương tựa hồ tràn ngập ma lực thần kỳ, nhìn rồi thì không thể dứt ra khỏi được ánh mắt của hắn, cảm thấy đầu óc của mình như bị ánh mắt của đối phương tác động. Trương đại quan nhân mỉm cười, số điện thoại của quản thành là bao nhiêu? Lý Vĩ Quân hồ đồ nói ra số điện thoại. Trương Dương lại nói, anh lần gần nhất gặp hắn là khi nào? Lý Vĩ Quân nói, hình như là nửa tháng trước, anh quản tìm tôi lấy ít propanol, còn thêm một số thứ nữa. Hắn hiện tại đang sống ở đâu anh có biết không? Lý Vĩ Quân nói, không biết, có điều anh quản nói nếu như tôi gặp bất kỳ phiền toái gì thì bảo tôi tới tìm ông chủ cảnh thiên thu của nhân gian cung khuyết, nói cô ta sẽ giúp tôi. Trương Dương gật đầu hài lòng. Gật đầu về phía một chiếc Santana màu đen đỗ cách đó không xa, Phu Cường Hoa ẩn thân bên trong lập tức minh bạch Trương Dương đã đắc thủ, hắn thông chi cho thủ hạ dẫn Lý Vĩ Quân về cục cảnh sát. Trương đại quan nhân trở lại bên trong xe của Phu Cường Hoa, kể lại tin tức vừa rồi hỏi được, khi Phu Cường Hoa nghe thấy tên của Cảnh Thiên Thu thì không khỏi nhíu mày, Cảnh Thiên Thu, anh biết người đó không? Trương Dương nói, chưa nghe bao giờ. Phu Cường Hoa nói, anh trước tiên nói một tiếng với Quốc Cường đi. Chuyện này có lẽ hắn có thể giúp anh đó. Trương đại quan nhân nghe ra Vu Cường Hoa rõ ràng có ý rút lui, hắn đoán được trong đây tất có nội tình, cũng không miễn cưỡng Vu Cường Hoa. Cười nói, tôi tới nhân gian cung khuyết tìm Cảnh Thiên Thu. Anh thẩm vấn Lý Vĩ Quân đi, xem có hỏi ra được gì không. Trương Dương và Vu Cường Hoa vừa mới chia tay thì liền nhận được điện thoại của Kỳ Sơn, biết được Kỳ Sơn đã tới Kinh Thành, Trương Dương hỏi khách sạn hắn ở rồi trực tiếp tới gặp mặt hắn. Sau khi hai người gặp nhau, câu đầu tiên của Kỳ Sơn chính là anh đoán xem tôi tối hôm qua gặp ai. Trương đại quan nhân nói, ai? Kỳ Sơn, nói tối hôm qua tôi ở Vương Phủ hội quán gặp Văn Hạo Nam, đi cùng với hắn còn có hai người, một là Phó Hải Triều, công tử của Phó Hiến Lương, người kia là Trần An Bang, con trai của Trần Toàn. Trương đại quan nhân cười nói, chỉ cho phép anh tới chứ người khác không được tới à, bằng hữu người ta gặp mặt cũng rất bình thường mà. Trong lòng hắn thì lại không nghĩ như vậy. Kỳ Sơn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nhưng tôi nghe nói quan hệ của ba người này với anh không được tốt lắm,
mà rất khéo là ba người lại ở cùng một chỗ. Tôi lo họ sẽ gây bất lợi cho anh, thôi coi như tôi lắm miệng. Trương Dương đương nhiên biết Kỳ Sơn là có hảo ý, hắn cười nói, là bọn họ coi tôi trở thành kẻ thù, tôi thì không để họ ở trong lòng, anh lần này đến kinh thành làm gì? Kỳ Sơn mỉm cười nói, chuyện làm ăn. Trương Dương nghe hắn nói như vậy thì cũng không hỏi thêm. Kỳ Sơn lại nói, tôi nghe chuyện của Cảng Phước Long đã được quyết định rồi. Trương Dương gật đầu, trên cơ bản đã quyết định rồi, Lương Kỳ Hữu của tập đoàn Đỉnh Thiên quyết định rời khỏi cạnh tranh, trước mắt thực sự có thực lực tiếp nhận công trình này chỉ còn lại tập đoàn Tinh Nguyệt. Kỳ Sơn nói, tôi nghe nói Lương Kỳ Hữu rút lui là có liên quan tới An Đạt Văn, nghe nói hôn nhân của An Đạt Văn và Lương Bách Ni xuất hiện vấn đề, Lương Kỳ Hữu đã trở mặt với An Đạt Văn. Trương Dương nói, anh và An Đạt Văn quen thân lắm à? Kỳ Sơn lắc đầu, không tính là thân, có gặp một hai lần, là khi trùng kiến chùa Thu Hà, hai cha con họ cúng không ít tiền vào chùa Thu Hà, điện 18 vị La Hán là bọn họ bỏ vốn trùng tu. Trương Dương nói, là bằng hữu. Tôi khuyên anh một câu, nếu như làm ăn với hai cha con họ thì thôi đi, An Đạt Văn này làm việc có chút không từ thủ đoạn, An Đức Huyên lại có bối cảnh xã hội đen, làm với họ chẳng khác gì bảo hổ lột da. Kỳ Sơn nói, đa tạ sự quan tâm của anh, tôi sẽ có chừng mực. Sau khi Trương Dương rời đi thì Ngũ Ca tới phòng Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nói, tình huống như thế nào rồi? Ngũ Ca nói khẽ, tôi đã điều tra rõ rồi, An Đức Huyên trước mắt đang ở Tùy Viên thôn họa sĩ. Kỳ Sơn gật đầu. Ngũ Ca lại nói, thường ngày bên cạnh hắn có hai tên vị sĩ dính chặt như Sam. Kỳ Sơn nói, người càng già càng sợ chết. Ngũ Ca nói, An Đức Huyên năm đó lẻ loi một mình từ Hong Kong đến Đài Loan, có thể nói chỉ bằng vào nắm đấm của hắn mà đánh ra thiên hạ hiện giờ. Kỳ Sơn lạnh lùng nói, vậy thì sao? Con trai hắn hại chết em trai tôi sẽ bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu. Ngũ Ca nói, hay là để tôi đi làm chuyện này? Kỳ Sơn lắc đầu, không cần, hay là để lão Bàng ra tay. Chương 2415, kiểm tra 3. Trước khi Trương Dương tới Nhân Gian Cung, Khuyết vẫn gọi điện thoại cho Triệu Quốc Cường. Triệu Quốc Cường nghe thấy tên của Cảnh Thiên Thu thì rõ ràng ngây ra một thoáng. Hắn nói khẽ, anh có thể xác định cô ta có liên quan tới Quản Thành không? Trương Dương nói, Quản Thành bởi vì Lý Thượng Chí cho nên rất chiếu cố con ông ta, nếu hắn có thể bảo Lý Vĩ Quân gặp phiền toái thì tới tìm Cảnh Thiên Thu, đủ để chứng minh quan hệ của Cảnh Thiên Thu và hắn không bình thường, hoặc là hai người là bạn tốt, hoặc là Cảnh Thiên Thu nợ hắn nhân tình. Phu Cường Hoa bảo tôi trước tiên gọi điện thoại cho anh và Cảnh Thiên Thu có phải rất thân hay không? Triệu Quốc Cường thở dài, Trương Dương, anh trước tiên đừng tới chỗ Cảnh Thiên Thu vội, tôi sẽ lập tức tới Kinh Thành. Trương Dương nói, Phu Cường Hoa tạm thời đã bắt Lý Vĩ Quân rồi, chuyện này là bịt được lâu đâu, nếu như Quản Thành biết được Lý Vĩ Quân đã bị bắt, khẳng định sẽ rời khỏi Kinh Thành, về sau chúng tôi muốn bắt hắn càng khó. Triệu Quốc Cường vẫn do dự, hắn nói khẽ tôi ngày mai có thể tới Kinh Thành. Trương Dương nói, Quản Thành vô cùng nguy hiểm, hắn từng là chuyên gia gỡ bom quan trọng của quốc an, về sau lại làm phản. Gần đây rất nhiều vụ án nổ bom có liên quan tới hắn. Tôi có lý do để tin rằng ngay cả vụ nổ xe của Văn Hạo Nam ở Bắc Cảng cũng có quan hệ mật thiết tới hắn. Quốc Cường, thời cơ tốt sẽ không tới hai lần đâu. Triệu Quốc Cường nghe Trương Dương nói như vậy thì trong lòng cũng khẽ động, hắn lại thở dài, Cảnh Thiên Thu là gì của Cơ Nhược Nhạn, cũng là... Hắn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, tạm dừng một chút rồi mới quyết tâm nói, cũng là bạn tốt của cha tôi. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy Triệu Quốc Cường nói như vậy thì lập tức minh bạch, chẳng trách Phu Cường Hoa bảo hắn trước tiên tìm Triệu Quốc Cường đã, thì ra Cảnh Thiên Thu và nhà lão Triệu có quan hệ rắc rối phức tạp như vậy, Cơ Nhược Nhạn thiếu chút nữa thì trở thành vợ của Triệu Quốc Lương. Nhìn bộ dạng rối rắm của Triệu Quốc Cường, Cảnh Thiên Thu này 10 phần có 9 là người tình cũ của lão tử hắn Triệu Vĩnh Phúc, có điều thế cũng chưa có gì. Loại người như Triệu Vĩnh Phúc có một hai hồng nhan chi kỷ tuyệt đối không tính là nhiều. Huống chi lão bà của y đã qua đời nhiều năm. Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên phát hiện, thường thường nam tử có thành tựu rất dễ có vợ chết, Cố Doãn Chi như vậy, Tiết Thế Luân như vậy, Tiêu Quốc Thành như vậy, Hà Trường An như vậy, Tống Hoài Minh như vậy, Triệu Vĩnh Phúc này cũng như vậy. Trương Đại Quan Nhân không khỏi hít một hơi lạnh, xem ra thành tựu của mình vẫn quá nhỏ, mình có nhiều hồng nhan như vậy. Nếu thực sự mất đi người nào cũng đủ để mình thương tâm cả đời, hắn lại nghĩ tới Cố Giai Đồng, thật ra mình cũng có thể được xếp vào trong đó. Thành tựu của bạn hữu thật ra cũng không nhỏ. Trương Đại Quan Nhân ngồi đó nghĩ miên man, Triệu Quốc Cường ở bên kia thì có chút buồn bực, sao hắn vào những lúc này lại trầm mặc.
Triệu Quốc Cường nói, Trương Dương. Trương đại quan nhân bị hắn gọi mới hồi phục lại tinh thần, ho khan một tiếng, càng là như vậy thì anh càng không tiện ra mặt, anh yên tâm đi, tôi tới xem hư thật, nếu cô ta là... là gì của cơ Nhược Nhạn thì tôi dù sao cũng phải nể mặt anh chút đúng không? Triệu Quốc Cường nói, anh trăm ngàn lần đừng làm ẩu. Trương Dương nói, tôi là loại người này ư. Anh trăm ngàn lần đừng nói quen tôi. Rồi rồi. Số lần Trương đại quan nhân tới Kinh Thành tuy rằng không ít, nhưng hắn đối với nơi giải trí của Kinh Thành thì cũng không biết nhiều. Hắn vốn định tìm bạn hữu cùng đi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không khéo lần này lại đắc tội với người ta. Tội gì liên lụy tới người khác, kết quả là thằng cha này vẫn một mình tới nhân gian cung khuyết. Quy mô của nhân gian cung khuyết so với vương phủ hội quán thì tựa hồ kém hơn không ít, ít nhất mặt tiền không bắt mắt, nhưng nơi này lại thực hành hội viên chế rất nghiêm khắc. Trương đại quan nhân tới bãi đỗ xe thì bị cự tuyệt, lý do rất đơn giản, hắn không phải hội viên của nơi này. Trương đại quan nhân cười nói với bảo vệ, tôi không phải đến tìm vui, tôi đặc biệt tới tìm bà chủ Cảnh Thiên Thu của các anh bàn chuyện làm ăn. Bảo vệ cười nói, chỗ chúng tôi mỗi ngày đều có vô số người đến tìm bà chú bàn chuyện là ăn, nhưng ít nhất cũng phải hẹn trước một tuần, tiên sinh, hay là ngày đăng ký đi, nếu vận khí tốt thì có lẽ tuần sau bà chủ sẽ gặp ngài. Trương đại quan nhân mắng thầm trong lòng, không phải là tú bà của hộp đêm ư. Khệnh cái đéo gì, còn con mẹ nó thực sự coi mình là người thượng đẳng ư. Trương Dương nói, tôi đã hẹn với bà chủ các anh rồi, không tin anh gọi điện thoại cho cô ta đi. Bảo vệ đó nói, xin lỗi, tôi cũng muốn gọi điện thoại cho cô ta lắm, nhưng cấp bậc của tôi quá thấp, không đủ trình độ. Trương đại quan nhân nheo mắt lại nhìn tên bảo vệ này, không ngờ tên trông cửa cũng gian xảo như vậy. Bảo vệ nói, tiên sinh, ngài hay là đi về trước đi, đừng làm ảnh hưởng chúng tôi tiếp đãi khách nhân. Hắn cười về phía chiếc ô tô đằng sau, một chiếc Mercedes màu đen đỗ song song với ô tô của Trương Dương, cửa kính xe hạ xuống, từ bên trong lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Là một trong những tam công tử của kinh thành Lương Khang. Trương đại quan nhân và Lương Khang cũng có thủ xưa, có điều thời quá cảnh thiên, Trương đại quan nhân cũng không để ở trong lòng, gật đầu với Lương Khang. Lương Khang cũng cười cười với hắn, bí thư Trương, khéo thế, anh cũng đến chơi ư. Trương đại quan nhân mắng thầm trong lòng, anh sao cứ phải hô to thân phận của tôi làm cái gì, sợ người khác không biết tôi là ai ư. Có điều hắn vẫn cười, vốn định vào để kiến thức một chút. Đáng tiếc bị chắn lối. Lương Khang bật cười ha ha, hắn nghe ra Trương Dương đang quanh co lòng vòng mắng bảo vệ là chó, hắn lấy ra thẻ hội viên rồi đưa cho tên bảo vệ, lại nói, vị Trương tiên sinh này là bằng hữu của tôi mời hắn tới. Trương đại quan nhân vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, đúng là đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công, không ngờ Lương Khang vừa ra mặt đã giải quyết nan đề cho mình. Bảo vệ nghe nói Trương Dương cùng đi với Lương Khang thì không ngăn trở nữa. Rất sảng khoái cho bọn họ vào. Trương đại quan nhân đỗ xe song song với Lương Khang, mở cửa xe bước xuống, cười cười vươn tay về phía Lương Khang, đa tạ. Lương Khang bắt tay hắn, nói, không có gì mà phải đa tạ, thật ra gần đây tôi cũng muốn mời anh uống một bữa. Trương Dương nghĩ thầm tôi và anh làm gì có giao tình đến mức đó. Chẳng lẽ anh và cơ Nhược Nhạn cãi nhau, muốn tìm người thổ lộ. Có điều nghĩ lại, cho dù tâm sự cũng không tìm tới mình. Lương Khang một câu giải khai mê hoặc của hắn, tôi nghe nói anh và Phó Hải Triều có xích mích, tôi rất không hợp với hắn. Trương đại quan nhân bật cười ha ha, xem ra điều có thể khiến hai người nhanh chóng tìm đến với nhau không chỉ là tình bạn, còn có một khả năng chính là có cùng kẻ địch, có điều chỉ dựa vào những lời này của Lương Khang thì rất khó khiến hắn tâm phục. Trương đại quan nhân nói tôi và Phó Hải Triều cũng không có mâu thuẫn gì, đều là bên ngoài đồn ác thôi. Lương Khang cũng không tiếp tục đề tài này. Cùng Trương Dương đi vào cửa lớn nhân gian cung khuyết, hắn giới thiệu, nơi này là nơi giải trí số 1 số 2 của Kinh Thành, địa phương khác chỉ cần anh giơ tiền ra là có thể tùy ý ra vào, nơi này thì khác, cho dù anh là phú ông có bạc tỷ, không phải hội viên của nơi này thì vẫn sẽ bị cự tuyệt ngoài cửa. Trương Dương, nói có tiền không kiếm thì còn gọi là thương nhân ư. Lương Khang nói, thương nhân cũng có rất nhiều loại, có người trong mắt chỉ có tiền tài, lại có người chỉ quan tâm tới quan hệ. Thật ra làm sinh ý ở Trung Quốc chỉ cần có quan hệ thì căn bản không lo không kiếm được tiền. Nói tới đây hắn bỗng nhiên nhớ tới mục đích của Trương Dương, anh hôm nay đến là để chơi hay là có việc gì khác. Trương đại quan nhân cũng không giấu hắn, hôm nay là tới tìm bà chủ nơi này hỏi chút chuyện. Lương Khang gật đầu, hắn trước đây cũng không nghe nói Trương Dương và Cảnh Thiên Thu có quan hệ gì. Có điều hắn cũng không dò hỏi tới cùng,
hôm nay Lương Khang tới là để bàn chuyện làm ăn với người khác, hắn nói với Trương Dương có muốn ngồi cùng nhau không? Trương Dương lắc đầu nói, không được, để hôm khác tôi mời anh uống. Lương Khang bật cười, hắn và Trương Dương chia tay. Trương đại quan nhân không có hẹn trước, tới nói với nhân viên lễ tân, bà chủ cảnh ở phòng nào. Tiểu thư tiếp khách mặc sườn xám màu đỏ, trên vai khoác áo choàng lông cừu trắng, mắt đẹp chớp chớp, hiển nhiên hoài nghi Trương Dương, anh tìm bà chủ có việc gì. Trương Dương nói, tôi là người của Cục An toàn Quốc gia, tìm cô ta có chuyện quan trọng. Bởi vì vừa rồi ở cửa bị bảo vệ ngăn lại gây khó dễ, cho nên Trương đại quan nhân nghĩ ra biện pháp như vậy, những lời này của hắn cũng không thể tính là nói dối. Dù sao trước đây hắn cũng từng làm ở Cục An toàn Quốc gia. Tiểu thư tiếp khách quả nhiên bị những lời này của hắn hù dọa, cầm gọi cho Cảnh Thiên Thu. Chương 2416, kiểm tra 4. Cảnh Thiên Thu hôm nay vừa hay ở nhân gian cung khuyết, cô ta nghe nói người của Quốc An đến thăm thì ánh mắt hướng về phía tivi treo tường phía bên phải bàn làm việc, từ trên đó rất nhanh liền tìm được chỗ Trương Dương đứng. Cảnh Thiên Thu tuy rằng chưa gặp Trương Dương nhưng cũng không xa lạ gì với bộ dạng của thằng ôn này, nguyên nhân là vì quan hệ của Triệu gia, Cảnh Thiên Thu cắn cắn môi, thì ra là hắn. Tiểu thư tiếp khách buông điện thoại rồi cười nói với Trương Dương, tiên sinh, ngại quá, bà chủ của chúng tôi không ở đây. Trương đại quan nhân nửa tin nửa ngờ nhìn cô ta. Tiểu thư tiếp khách nói, có điều bà ấy rất nhanh sẽ trở lại, hay là ngài chờ chút nhé. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng. Đã đến rồi thì ở vậy, hôm nay không gặp được Cảnh Thiên Thu thì tuyệt đối không về. Hắn cười nói với tiểu thư tiếp khách, tôi tới đại sảnh ngồi. Tiểu thư tiếp khách dẫn Trương Dương tới đại sảnh, ngồi xuống đài số 27, cô ta dịu dàng cười nói, tiên sinh cứ chờ ở đây, bà chủ tới tôi sẽ thông chi cho ngài. Trương đại quan nhân gật đầu, làm phiền cô. Tiểu thư tiếp khách mới vừa đi thì một nữ hầu dáng người yểu điệu bước vào, ngọt ngào cười nói, tiên sinh muốn gọi gì. Trương đại quan nhân cầm đơn rượu trong tay cô ta, mở ra xem. Mẹ, giá đắt vãi cả đói, một chai nước khoáng mà 200 đồng, một cốc bia đứng không ngờ tới 888. Trương đại quan nhân coi như là người đã nhìn quen trường hợp, nhưng nhìn thấy menu này cũng không khỏi trợn tròn cả mắt, thật sự là quá đắt. Trương đại quan nhân cũng không phải là không mang tiền, nhưng để cho người ta chém như vậy thì đúng là không cam lòng. Trương Dương nói, chi phí ở chỗ gô đắt quá. Nữ hầu nói, chúng tôi không bán nước mà là bán phục vụ. Mắt Trương đại quan nhân lướt một vòng trên người nữ hầu, nói thật, mỗi nhân viên công tác trước mắt nhìn thấy tuy rằng không được coi là thiên tư quốc sắc cầm nhưng tố chất cơ bản thì vẫn không tồi. Trương đại quan nhân gật đầu, vậy cho tôi một cốc bia. Thôi bị chém thì đành chịu, ai bảo hôm nay hắn tới có mục đích. Nữ hầu vừa mang bia lên thì âm nhạc trên trung tâm liền bắt đầu vang. Đầu tiên là một cô gái thanh tú hát một bài. Ngay sau đó phong cách biến đổi, 9 người con gái mặc quần áo hở hang điên cuồng nhảy nhót. Trương đại quan nhân chưa bao giờ uống bia mà phải dè dặt như vậy, một cốc mà uống nửa tiếng đồng hồ mới được hơn một nửa, đành chịu thôi, một ngụm hết 100 đồng cơ mà. Chút tiền lương của Trương đại quan nhân còn không đủ uống một cốc. Cho dù hắn uống rất chậm, nhưng bia sớm muộn gì cũng phải hết, hắn đợi chừng một giờ vẫn không thấy tiểu thư tiếp khách tới đây tìm mình, Trương đại quan nhân có chút mất kiên nhẫn, nữ hầu lại tới. Nhìn chằm chằm cốc không trên bàn, cô ta mỉm cười nói, tiên sinh muốn gọi gì? Trương Dương nói, à, cô giúp tôi hỏi lễ tân xem bà chủ của các cô bao giờ thì tới. Nữ hầu gật đầu, không bao lâu sau thì lại quay về bên cạnh Trương Dương, cô ta cười khẽ, bà chủ đang trên đường tới, phiền tiên sinh kiên nhẫn chờ, ngài muốn uống thêm gì không? Trương đại quan nhân trong lòng rất buồn bực, hắn vươn một ngón tay ra cho thêm cốc nữa. Chính chủ chưa gặp đã mất mẹ 1008 rồi. Cốc bia thứ hai uống được một nửa thì Trương Dương đã minh bạch, hôm nay người ta cố ý chơi mình, đợi lâu như vậy rồi vẫn không thấy Cảnh Thiên Thu tới, cả đám nhân viên này thay nhau chơi mình, Trương đại quan nhân đặt cốc lên bàn rồi vẫy vẫy nữ hầu. Nữ hầu đi tới. Trương Dương nói, tính tiền, tôi có việc quan trọng phải đi. Nữ hầu trên mặt vẫn giữ nụ cười chức nghiệp, tiên sinh, ngài không đợi Cảnh Tổng ư. Không đợi nữa, thời gian của tôi rất quý giá. Tiên sinh. Ngày tối nay tổng cộng chi 1776 đồng. Trương đại quan nhân chỉ uống bia không nên rất dễ tính. Ặc, Trương đại quan nhân làm bộ tìm ví, nhưng lập tức lại nhíu mày, tay sờ soạng vài cái ở trên người, hỏng rồi, tôi mất phí tiền rồi. Nữ hầu hiển nhiên không đoán được sẽ xuất hiện cục diện như vậy, có điều cô ta dựa vào trực giác của mình phán đoán được nam tử trẻ tuổi trước mắt này đang giở trò,
Loại tình huống này ở nhân gian cung khuyết không gặp mấy, bởi vì phàm là người đến đây đều có chút thân phận, không ai lại đi làm ra loại chuyện quỵt tiền. Nữ hầu nói tiên sinh, trị an của nhân gian cung khuyết chúng tôi rất tốt, sẽ không phát sinh chuyện như vậy đâu. Trương đại quan nhân trợn trừng hai mắt, quả nhiên là không giận tự uy, lạnh lùng nói, lời này của cô có ý gì? Chẳng lẽ nói tôi lừa cô? Nữ hầu nói, tiên sinh, tôi chỉ là người làm công, ngài cho dù đi lừa cũng không tới phiên tôi. Cô gái nhỏ này cũng rất nhanh mồm nhanh miệng. Trương Dương nói, các cô NS không tin thì thôi, tôi báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Trong phòng, Cảnh Thiên Thu phát hiện tình huống có chút không đúng, lập tức gọi điện thoại tới quầy, xảy ra chuyện gì thế? Lễ Tân vội vàng báo tình huống cho cô ta. Cảnh Thiên Thu nói, thằng ôn này quả nhiên không phải đèn hết dầu, dẫn hắn đến văn phòng tôi, đừng để ảnh hưởng tôi khách nhân khác. Lễ Tân vội vàng tới đài số 27, cười nói, tiên sinh, cảnh tổng của chúng tôi đã về. Trương đại quan nhân nói, tôi lúc này không thể đi được, mất phí tiền rồi. Lễ Tân cười nói, tới chỗ cảnh tổng đã rồi tính, tin rằng bất kỳ chuyện gì đều có thể được giải quyết. Trương đại quan nhân trước giờ luôn là hạng người được lý mà không buông tha người ta. Hắn đã đoán được Cảnh Thiên Thu vẫn luôn ở trong hộp đêm, chỉ là cố ý bắt mình ở đây chờ cô ta mà thôi, đổi thành trước đây Trương Dương nhất định sẽ không chịu để yên, nhưng mục đích chủ yếu của hắn hôm nay không phải là để gây sự mà là muốn tìm Cảnh Thiên Thu để tìm hiểu tình huống, huống chi hắn bản thân hắn cũng không cần thiết làm khó đám thủ hạ của Cảnh Thiên Thu. Trương Dương đi vào văn phòng Cảnh Thiên Thu, nhìn thấy một nữ nhân ngồi trước máy tính, tuy có khách đến, nhưng cô ta vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ tập trung lên màn hình máy tính. Tiểu thư tiếp khách nói khẽ, cảnh tổng, tôi đưa khách nhân tới rồi. Cảnh Thiên Thu ngẩng đầu lên, Trương đại quan nhân trước đó chưa hề gặp Cảnh Thiên Thu, nhưng khi hắn nhìn thấy Cảnh Thiên Thu thì thực sự lắp bắp kinh hãi, bởi vì bộ dạng của Cảnh Thiên Thu thật sự là rất giống một người, Vương Quân Giao, cũng chính là Hải Sát Phu Nhân. Cảnh Thiên Thu và Hải Sát Phu Nhân không ngờ có 7 phần tương tự, có điều cô ta so với Vương Quân Giao thì trẻ tuổi hơn rất nhiều. Trương Dương bởi vậy mà đoán được họ tuyệt đối không phải là một người. Một người bất kể là ngụy trang như thế nào, chỉ có tuổi tác là không được ngụy trang. Ánh mắt Cảnh Thiên Thu dừng lại trên mặt Trương Dương, sau đó lộ ra một chút ý cười, nếu như tôi không nhầm thì anh chắc là Trương Dương. Cô ta không ý đứng dậy, hai tay nghệ thuật đan vào nhau, hai mắt nhìn kỹ một chi tiết trên mặt Trương Dương. Trương Dương nói, là tôi, Cảnh Tổng trước đây đã gặp tôi rồi à? Cảnh Thiên Thu nói, tên của anh tôi nhớ rất rõ, Cơ Nhược Nhạn là cháu ngoại của tôi. Trước đây chúng tôi vẫn luôn cho rằng cái chết của Quốc Lương có liên quan tới anh. Trương Dương chỉ vào ghế dựa đối diện Cảnh Thiên Thu, tôi có thể ngồi xuống nói chuyện không? Cảnh Thiên Thu gật đầu, ngại quá, tôi thất lễ, Trương tiên sinh ngồi đi. Trương Dương ngồi xuống đối diện Cảnh Thiên Thu sai người rót cho hắn chén trà, mình thì uống cà phê, cô ta cầm cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói, nghe nói Trương tiên sinh mất phí tiền. Trương Dương nhếch miệng cười nói, tôi ăn ngay nói thật. Thực sự là không mất đồ, có điều chờ Cảnh Tổng thật sự là vất vả quá, nếu như không nói như vậy thì chỉ sợ tôi tối nay không gặp được Cảnh Tổng. Cảnh Thiên Thu thật ra đã đoán được quỷ kế của hắn, lạnh lùng cười nói, tôi còn tưởng rằng Trương tiên sinh là che thức uống ở chỗ chúng tôi đắt quá, cho nên mới nghĩ ra chủ ý này. Trương đại quan nhân ăn ngay nói thật đắt, không phải đắt bình thường, dù sao một năm tiền lương của tôi vẫn không đủ để tiêu phí ở chỗ các cô một lần. Cảnh Thiên Thu, nói Trương tiên sinh khiêm tốn quá, ai chẳng biết vợ chưa cưới của anh là tổng tài của tập đoàn tài chính Benin. Lời ấy sai rồi, một người đàn ông như tôi, sao có thể cả ngày tìm nữ nhân xin tiền, những lời này của Cảnh Tổng phải chăng là đang nói móc tôi? Cảnh Thiên Thu cười nói, anh là bí thư thị ủy Tân Hải, tôi chỉ là một thảo dân, thử hỏi là dân thì sao dám nói móc quan viên chính phủ? Trương Dương nói, Cảnh Tổng, tôi cũng không vòng vo nữa. Hôm nay tôi tới thật sự là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Cảnh Thiên Thu nói, tôi thật sự không biết mình có chỗ nào có thể giúp được anh. Trong lòng thầm nghĩ, thằng ôn này khẳng định vô sự bất đăng tam bảo điện, hắn tới tìm mình rốt cuộc mang tâm tư gì. Trương Dương nói, Cảnh Tổng chắc từng nghe nói không lâu trước đây ở Đông Môn phát sinh vụ nổ ô tô rồi. Vẻ mặt Cảnh Thiên Thu lộ ra có chút bối rối, cô ta lắc đầu, tôi bình thường rất ít quan tâm tới tình hình chính trị đương thời. Chuyện này tôi là lần đầu tiên nghe nói. Trương Dương nói, khi vụ nổ phát sinh tôi vừa hay ở đó, trong vụ nổ đó, tôi đã mất đi một người bạn. Chương 2417, xuống tay nhất định phải quyết đoán 1.
Cảnh Thiên Thu vẻ mặt mang theo một tia tiếc nuối, Trương tiên sinh nén bi thương thuận biến. Trương Dương nói, Cảnh Tổng biết quản thành không? Cảnh Thiên Thu lắc đầu, vô cùng chắc chắn nói, tôi chưa bao giờ nghe nói tới cái tên này. Trương Dương nói, nhưng theo như tôi biết thì hắn biết Cảnh Tổng. Cảnh Thiên Thu lạnh lùng cười nói, tôi tuy rằng không phải là ngôi sao gì, nhưng người biết tôi quả thực không ít, có điều biết tôi chưa chắc tôi đã nhớ rõ từng người, Trương tiên sinh hay là tìm người khác hỏi đi. Trương Dương sớm biết Cảnh Thiên Thu không dễ dàng đối phó, hắn cố ý thở dài, nếu như không có tin tức xác thực thì tôi cũng sẽ không tùy tiện đăng môn, Cảnh Tổng, cũng không giấu gì cô, người ngộ hại trong vụ nổ ô tô ở Đông Môn, lúc sinh tiền từng đảm nhiệm chức vị ở cao tầng của Quốc An, trước mắt tôi vẫn chưa thông báo cho phía Quốc An, dù sao mọi người cũng không phải là người ngoài, không cần thiết dẫn tới sóng lớn, cô thấy đúng không? Những lời này của hắn trong mềm có cứng, tràn ngập ý tứ uy hiếp Cảnh Thiên Thu. Cảnh Thiên Thu nói, anh đang uy hiếp tôi. Trương Dương cười nói, không dám, có điều Trung Quốc chúng ta có câu châm ngôn, đó là dân không đấu lại quan, cẩn thận cân nhắc những lời này thì vẫn thấy có đạo lý. Cảnh Thiên Thu mỉm cười nói, một người nếu như tự đặt mình ở vị trí quá cao thì rất khó nhìn rõ hiện thực. Trương Dương nói, cũng may tôi làm người trước giờ luôn rất nhún mình. Tôi sao không nhìn ra nhỉ? Trương Dương nói, nhân gian cung khuyết ở Kinh Thành cũng mở được không ít năm rồi, một chai nước khoáng 200 đồng, một cốc bia 888 đồng, cục công thương và cục giá cả chẳng lẽ không chú ý tới ư? Cảnh Thiên Thu ý vị thâm trường nói, có lẽ là không chú ý tới, cũng có lẽ là không muốn chú ý tới, Trương tiên sinh chắc không muốn lấy chuyện này ra làm văn chứ. Trương Dương nói, chỉ một tia lửa cũng có thể gây ra đám cháy lớn, đừng xem nhẹ một chuyện nhỏ, có thể một chuyện nhỏ không bắt mắt có thể hủy đi tâm huyết hơn nửa đời người. Cảnh Thiên Thu nói, trước kia cũng từng có người ở trước mặt tôi nói những lời này. Có điều kết cục của bọn họ rất bi thảm. Trương Đại Quan Nhân nói, uy hiếp tôi à? Cảnh Thiên Thu nói, ở trong mắt tôi, anh chỉ là một thằng bé. Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha, hắn cười rất vui vẻ, cười khiến Cảnh Thiên Thu có chút mù mờ, thế này có gì là buồn cười. Sau khi tiếng cười của Trương Đại Quan Nhân ngừng lại thì nghiêm mặt nói, tôi ở chỗ các cô mất đồ, Cảnh Tổng định xử lý như thế nào? Cảnh Thiên Thu nhíu mày, không ngờ thằng cha này dở lại trò cũ, vừa rồi không phải mới nói là không mất đồ ư, sao chỉ chớp mắt đã thay đổi rồi? Cảnh Thiên Thu nói, Trương tiên sinh nếu tiếc tiền hai cốc bia thì tôi mời. Trương Dương nói, không liên can tới tiền, thứ tôi mất quan trọng hơn nhiều. Vẻ mặt Cảnh Thiên Thu có chút kinh ngạc, cho dù là có hàm dưỡng tới mới thì lúc này cũng không khỏi có chút phát hỏa, cô ta tức giận nói, Trương Dương. Anh cho rằng đây là chỗ nào, có thể cho để anh tùy ý làm càn ư. Trương Dương nói, cô không phải hỏi tôi mất gì, hắn chỉ vào mặt mình, mặt mũi, tôi trước giờ đều là mất mặt ở chỗ nào thì sẽ nhặt lên ở chỗ ấy, Cảnh Tổng, hay là chúng ta lần này cũng thử xem. Hắn đứng lên rồi thở dài, nhân gian cung khuyết, không biết tầm biển này có thể treo được bao lâu. Trương Đại Quan Nhân ngẩng đầu rời khỏi văn phòng Cảnh Thiên Thu. Cửa phòng ở phía sau hắn đóng lại không lâu thì có điện thoại gọi tới văn phòng của Cảnh Thiên Thu, Cảnh Thiên Thu cầm điện thoại bực mình nói, chuyện gì? Cảnh Tổng, hắn vẫn chưa tính tiền. Cảnh Thiên Thu nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn không hạ lệnh cản Trương Dương lại. Chỉ dựa vào những lời vừa rồi. Cô ta đã biết Trương Dương tuyệt đối không phải là tiểu tử dễ đối phó, muốn đối phó hắn thì việc gì phải áp dụng thủ đoạn vớ vẩn này. Tuy nói một văn tiền khó đánh ngã anh hùng, nhưng cô ta không cho rằng Trương Dương là anh hùng, thật sự làm lớn chuyện thì cuối cùng cô ta cũng chẳng được đẹp mặt. Trương Đại Quan Nhân thuận lợi đi ra khỏi cửa lớn nhân gian cung khuyết, lên ô tô, từ trong túi lấy ra máy bắt sóng, vặn tần số, đây là thiết bị hắn trước chuyện đã chuẩn bị, muốn đối phó với loại nữ nhân khôn khéo như Cảnh Thiên Thu. Thì phải bỏ đủ công phu, vừa rồi sau khi thuận lợi tiến vào văn phòng của Cảnh Thiên Thu, Trương Dương liền thời cơ lắp máy nghe trộm dưới bàn cô ta, khóe môi Trương Dương hiện ra nụ cười âm hiểm, Cảnh Thiên Thu à Cảnh Thiên Thu, hồ ly giảo hoạt tới mấy cũng không trốn khỏi được súng săn của lão tử. Trương Đại Quan Nhân vốn cũng đã chuẩn bị sử dụng mê hồn thuật, nhưng sau khi gặp mặt thì phát hiện Cảnh Thiên Thu thuộc loại nữ nhân ý chí siêu cường, đối với loại người này chưa chắc có thể dễ dàng đắc thủ. Huống chi có kinh lịch thất bại khi đối phó với Hắc Quả Phụ, Trương Dương đối với vận dụng mê hồn thuật thì cẩn thận hơn rất nhiều. Máy nghe trộm này là Triệu Thiên Tài tỉ mỉ chế tác, lần này Ngũ Đắc Chí đến kinh cũng mang theo một số thiết bị công nghệ cao, vừa hay có thể mang tới tác dụng. Cảnh Thiên Thu hiển nhiên không ngờ Trương Dương lúc này lại lắp máy nghe trộm dưới bàn làm việc của cô ta, sau khi Trương Dương rời đi thì cô ta cầm di động,
nhanh chóng bấm một dãy số, sau khi đối phương bắt máy thì Cảnh Thiên Thu nói, anh phải mau ly khai, vừa mới rồi Trương Dương tìm tới nơi này. Trương đại quan nhân có thể nghe được giọng nói của Cảnh Thiên Thu nhưng hắn không nghe thấy người đó khác rốt cuộc đang nói gì, không khỏi nhíu mày. Giọng nói của Cảnh Thiên Thu lại vang lên, hắn nếu có thể tra được tôi thì khẳng định sẽ triển khai điều tra nhân gian cung khuyết, anh ở đây không an toàn đâu. Từ những lời này của Cảnh Thiên Thu, Trương đại quan nhân cơ hồ có thể kết luận Quản Thành đang ẩn thân ở nhân gian cung khuyết, đây được cho là phát hiện khiến hắn kinh hỉ. Hắn lập tức gọi điện thoại tới chỗ Vu Cường Hoa, Trương Dương sở dĩ không ngay lập tức thông chi cho phía quốc an, nguyên nhân là hắn thiếu tín nhiệm đối với quốc an. Trương Bích Quân tuy rằng đã chết, nhưng đám thủ hạ trước đây của cô ta chưa chắc đã bị thanh trừ hết. Vu Cường Hoa nghe Trương Dương nói xong thì không khỏi trầm mặc, bối cảnh của nhân gian cung khuyết hắn biết, với thân phận của hắn tuyệt đối không thể trêu vào Cảnh Thiên Thu. Nếu như lỗ mãng đăng môn đi bắt người, nếu bắt được Quản Thành thì còn may, nếu như không bắt được thì chỉ sợ cảnh phục này của mình như vậy không được bảo đảm. Trương đại quan nhân cũng biết Vu Cường Hoa đang băn khoăn gì, hắn nói khẽ, Vu đội, anh không cần trực tiếp ra mặt, chỉ cần giúp nhìn cửa ra vào, tôi sẽ tự mình đi vào tìm người. Vu Cường Hoa cuối cùng cũng làm ra quyết định, hắn gật đầu, được rồi, anh đừng làm bậy đó. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu của tôi là bắt người chứ không phải gây sự. Chương 2418, xuống tay nhất định phải quyết đoán 2. Ngũ Đắc Chí sau khi nhận được thông chi của Trương Dương thì tới gặp hắn, Trương Dương kể lại chuyện mới nghe được vừa rồi với hắn, lúc này Vu Cường Hoa cũng mang người tới vùng phụ cận, bởi vì không dám công khai hành động, bọn họ tất cả mặc thường phục, gác các cửa ra vào của nhân gian cung khuyết. Trương Dương sở dĩ gọi Ngũ Đắc Chí tới, một là vì hắn quen Quản Thành, còn có một nguyên nhân quan trọng khác là Quản Thành này cực nguy hiểm, là chuyên gia gỡ bom, phương diện này có thể chỉ có Ngũ Đắc Chí mới có thể khắc chế được hắn. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Trương Dương mới thông chi cho Cảnh Chí Siêu, Cảnh Chí Siêu sau khi nhận được thông chi của Trương Dương thì bảo hắn đừng manh động, trong 15 phút cũng sẽ xuất lĩnh thủ hạ chạy tới nhân gian cung khuyết. Từ khi Trương Dương nghe trộm tới lúc Cảnh Chí Siêu tới đã qua nửa giờ, trong nửa giờ này không hề có bất kỳ người hay xe nào rời khỏi cửa sau nhân gian cung khuyết, cửa trước mặc dù có 3 chiếc xe rời khỏi, nhưng tất cả đều bị Vu Cường Hoa theo dõi, cũng bước đầu giải trừ hiểm nghi, nói cách khác, nếu như Quản Thành ở trong nhân gian cung khuyết thì trừ phi hắn lắp cánh, nếu không tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này. Cảnh Chí Siêu nhìn thấy Trương Dương thì câu đầu tiên chính là, anh có thể xác định Quản Thành đang ẩn thân ở đây không? Trương đại quan nhân nhìn người bên cạnh Cảnh Chí Siêu, những người anh mang đến có đáng tin không? Cảnh Chí Siêu gật đầu, tuyệt đối đáng tin, trước đây tất cả đều theo chủ nhiệm hình, mọi người đều muốn báo thù cho chủ nhiệm hình, không có bất kỳ vấn đề gì. Trương Dương nheo mắt lại nhìn biển của nhân gian cung khuyết, lão Cảnh, nhân gian cung khuyết này chỉ sợ không dễ dàng đối phó. Cảnh Chí Siêu nói, tôi mặc kệ bối cảnh của cô ta là gì, chỉ cần cô ta dám chứa chấp hung phạm thì tôi sẽ bắt cô ta. Trương Dương cười cười, có chút không tin Cảnh Chí Siêu có để khí như vậy, Cảnh Chí Siêu nhìn ra Trương Dương vẫn nghi ngờ mình, hắn quay sang thủ hạ nói, bảo người của chúng ta phong tỏa tất cả cửa ra vào, hôm nay tôi muốn tra kỹ nhân gian cung khuyết. Cảnh Chí Siêu có gan hạ quyết định như vậy tuyệt không chỉ là muốn biểu hiện sự quy tâm tới Trương Dương, quan trọng hơn là hắn và Hình Chiêu Huy tương giao tâm đầu ý hợp, sớm đã hạ quyết tâm báo thù cho Hình Chiêu Huy. Trương Dương lúc này mới bật lại đoạn nghe trộm ở chỗ Cảnh Thiên Thu. Sau khi Cảnh Chí Siêu nghe xong thì cũng bước đầu tỏa định Quản Thành đang ẩn thân ở nhân gian cung khuyết. Ở bên trong xe trao đổi ý kiến với Trương Dương rồi quyết định tiến hành công khai điều tra nhân gian cung khuyết, Cảnh Chí Siêu vốn định báo cáo chuyện này lên trên, nhưng Trương Dương lại khuyên hắn đừng làm như vậy, với bối cảnh của Cảnh Thiên Thu thì nói không chừng có thể tìm được quan hệ, nếu thực sự là vậy, điều tra chưa bắt đầu chỉ sợ đã chết non. Cảnh Thiên Thu nghe nói Trương Dương đi rồi còn quay lại, có điều lần này hắn không phải tới một mình. Mà là dẫn theo cả đám người, phong tỏa cửa trước cửa sau của nhân gian cung khuyết, trong mắt Cảnh Thiên Thu, Trương Dương này thật sự là quá mức càn rỡ, cho dù anh hoài nghi Quản Thành trốn ở chỗ tôi, trước khi chưa có chứng cứ xác thực thì cũng không thể vây kín nơi này, Cảnh Thiên Thu lúc ban đầu còn tưởng rằng là công an áp dụng hành động, về sau mới biết hôm nay đăng môn điều tra không ngờ là quốc an. Trương đại quan nhân và Cảnh Chí Siêu sóng vai đi vào cửa lớn nhân gian cung khuyết. Quản lý đang trực nhìn thấy tình huống không đúng thì lập tức điều 4 gã bảo vệ tới cản bọn họ lại. Cảnh Chí Siêu đưa ra giấy tờ, nói với mấy bảo vệ, tất cả lui xuống cho tôi, nếu không sẽ bắt các anh vì tội gây trở ngại công vụ.
Quản lý trực ban ỷ vào cảnh Thiên Thu ở kinh thành có chút bối cảnh, vẫn một bước cũng không nhường, vẻ mặt kiêu căng, các anh có lệnh điều tra không? Cảnh Chí Siêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, anh cho rằng chúng tôi là người của Cục Công an ư? Tôi nói cho anh hay, chúng tôi là người của Quốc an, hiện tại hoài nghi có phần tử khủng bố ẩn núp trong nhân gian cung khuyết, chúng tôi lần này đến không phải để điều tra mà là để bảo vệ an toàn cho đám nhân viên công tác các anh và tân khách. Quốc an trong mắt người bình thường hiển nhiên so với công an có sức uy hiếp hơn nhiều, an toàn quốc gia nghe ra thì quan trọng hơn an toàn công cộng nhiều, quản lý hiển nhiên bị Cảnh Chí Siêu dọa cho sợ, vội vàng gọi điện thoại tới chỗ Cảnh Thiên Thu xin chỉ thị. Cảnh Thiên Thu sau khi biết Trương Dương đi rồi còn quay lại thì minh bạch thằng ôn này lần này là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, nghe nói Trương Dương dẫn một đám người của Cục Quốc an tới thì trong lòng cô ta không khỏi có chút căm tức, quản lý vừa hay gọi điện thoại tới vào lúc này, kinh sợ nói Cảnh Tổng. Xảy ra đại sự rồi. Cảnh Thiên Thu tức giận nói, đại sự gì? Nhìn bộ dáng của anh kìa, người khác chưa có gì thì anh đã hoảng lên rồi. Quản lý run giọng nói, Cảnh Tổng, lần này là người của Quốc an tới, nói chỗ có phần tử khủng bố, bọn họ muốn vào điều tra toàn diện. Cảnh Thiên Thu tức giận nói, anh đúng là càng sống càng nhát, bọn họ muốn lục soát thì lục soát à? Lệnh điều tra đâu? Cảnh Tổng, ngài tốt nhất hãy đến một chuyến, tình thế xem ra rất nghiêm trọng. Cảnh Thiên Thu thật ra luôn quan sát tình huống trước cửa, trong hình ảnh có Trương Dương, còn có ba người mà cô ta không biết, chắc là nhân viên công tác của Quốc an. Cảnh Thiên Thu nói, tôi cũng muốn xem Trương Dương hắn có bao nhiêu bản sự, nhân gian cung khuyết há là hắn nói lục soát thì lục soát. Triệu Sương Văn, anh nghe rõ cho tôi, bọn họ nếu như không có lệnh điều tra thì quyết không cho phép bọn họ tiến vào đại sảnh để điều tra, Quốc an có gì đặc biệt hơn người chứ, bọn họ vẫn phải làm việc theo luật. Cảnh Thiên Thu nói xong thì gác điện thoại, cô ta lại cầm di động, bấm một dãy số quen thuộc. Sau khi đối phương bắt máy, Cảnh Thiên Thu nói, Vĩnh Phúc, tôi gặp phiền toái rồi. Cú điện thoại này của Cảnh Thiên Thu chính là gọi cho Triệu Vĩnh Phúc, Chủ tịch Thái Hồng. Triệu Vĩnh Phúc nghe cô ta nói như vậy thì không khỏi ngẩn ra, nói khẽ sao lại thế này. Cảnh Thiên Thu kể lại chuyện cho Triệu Vĩnh Phúc. Triệu Vĩnh Phúc sau khi nghe xong thì không khỏi có chút đau đầu. Y thở dài, cô sao tự dưng lại chọc vào hắn. Thằng ôn này gần đây làm mưa làm gió ở kinh thành, người khác trốn hắn còn không kịp. Hắn vì sao muốn chủ động chọc vào hắn? Cảnh Thiên Thu nghe hắn nói như vậy thì không khỏi có chút tức giận, lời này của anh có ý gì? Tôi trêu chọc hắn ư, là hắn chủ động tìm tới chúng tôi, tới đòi quản thành gì đó, đúng là lạ, hiện tại kéo một đám nhân viên quốc an tới bịt cửa của chúng tôi, chuyện này nếu truyền ra thì về sau bảo tôi làm ăn thế nào được nữa. Chương 2419, xuống tay nhất định phải quyết đoán 3. Triệu Vĩnh Phúc nói, Thiên Thu à, chuyện này tôi không tiện ra mặt, nếu người đó không ở chỗ cô thì cứ để họ tra. Chỉ cần bọn họ không tìm thấy người, đạo lý sẽ ở bên cô, đến lúc đó dằn mặt hắn đi cho chừa. Cảnh Thiên Thu nghe đến đây thì minh bạch Triệu Vĩnh Phúc không chịu ra mặt cho mình, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác, buông điện thoại. Cảnh Thiên Thu mắt đẹp lộ ra vẻ tức giận, Triệu Vĩnh Phúc. Anh cho rằng tôi nhất định phải dựa vào anh ư. Thế cục trước cửa lúc này lại có biến hóa, quản lý Triệu Sương Văn được chỉ thị của Cảnh Thiên Thu, trong lòng liền vững tâm, hắn lập tức điều đến 6 bảo vệ, cộng thêm 4 người vừa rồi hợp lại là 10 người, nhiều người thì dũng khí cũng tăng lên nhiều. Cảnh Chí Siêu tuy rằng mang cờ hiệu của Quốc an, nhưng bên bọn họ chỉ có 4 người, trong đó Ngũ Đắc Chí còn là người tàn tật thiếu cánh tay phải. Cảnh Chí Siêu hầm hầm nhìn Triệu Sương Văn, anh dám cản trở chúng tôi phá án ư? Triệu Sương Văn nói, không có lệnh điều tra thì không ai có thể vào. Cảnh Chí Siêu tức giận nói, bắt anh ta lại. Với cục diện hôm nay nhất định phải quyết đoán. Giao sắc chặt đay rối, chỉ có mau chóng bắt được quản thành thì mới có thể chiếm thế chủ động. Cảnh Chí Siêu vừa dứt lời thì di động của hắn liền đổ chuông. Cầm điện thoại vừa thấy số, mày hắn liền nhíu lại. Điện thoại này hắn không dám không bắt, vừa thấy đi sang một bên rồi bắt máy. Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói phẫn nộ, Cảnh Chí Siêu, anh làm cái gì thế? Ai cho anh quyền đi tra nhân gian cung khuyết? Ai cho anh gan tùy tiện đi bắt người? Cảnh Chí Siêu nói, sếp, tôi vừa nhận được cấp báo, quản thành có thể đang nấp ở đây. Anh có lệnh điều tra không? Anh có xin chỉ thị cho tôi hay không? Chỉ dựa vào một khả năng đã muốn tới đó điều tra, anh có biết hậu quả mà chuyện này có thể dẫn tới hay không? Cảnh Chí Siêu bị những câu hỏi liên tiếp này khiến cho rối rắm không thôi, hắn nói khẽ sếp, bỏ qua cơ hội lần này thì có thể không bắt được quản thành nữa đâu. Nếu như hắn không có ở đó thì làm sao bây giờ?
anh giải thích với người ta như thế nào? Cảnh Chí Siêu bị hắn hỏi cho nghẹn lời, hành động hôm nay tất cả là bởi vì một câu của Trương Dương, nếu như phán đoán của Trương Dương sai lầm, như vậy cái mà hắn phải đối mặt kế tiếp có thể sẽ là khốn cảnh. Trương Đại Quan Nhân đứng cách Cảnh Chí Siêu mặc dù có một đoạn, nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng nội dung đối thoại của Cảnh Chí Siêu, trong lòng thầm kêu không ổn, Cảnh Thiên Thu hiển nhiên đã thông qua quan hệ tìm được thủ trưởng của Cảnh Chí Siêu, nếu như Cảnh Chí Siêu bị bức phải dừng điều tra, như vậy chỉ bằng hắn và Ngũ Đắc Chí thì không làm được gì, tuy rằng ngoài cửa còn có Vu Cường Hoa, nhưng Trương Dương dù sao cũng không muốn đẩy Vu Cường Hoa ra trước người, hắn không muốn một bằng hữu nhiệt tình giúp mình phải chịu áp lực cực lớn như vậy. Khi Cảnh Chí Siêu đang do dự thì liền thấy Trương Dương xông lên, Triệu Xương Văn xuất lĩnh 10 tên bảo vệ xếp thành tường người, bọn họ đã hạ quyết tâm, chỉ cần Cảnh Thiên Thu không lên tiếng, tuyệt đối không để một ai tiến vào nhân gian cung khuyết. Triệu Xương Văn cho rằng trên thực lực bọn họ chiếm ưu thế, nhưng hắn không rõ một chuyện, có những lúc nhiều người không có nghĩa là thực lực chiếm ưu thế, Trương Đại Quan Nhân giống như một con hổ nhảy vào đàn dê, đừng nhìn đối phương có 10 người, nhưng đám này không phải đối thủ của Trương Đại Quan Nhân. Chỉ nghe thấy tiếng ối giả không ngừng bên tai, mọi người chung quanh còn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì 10 tên bảo vệ tất cả đều bị Trương Dương đánh ngã. Triệu Xương Văn nhìn mà hoa cả mắt, nhìn thấy Trương Dương vọt tới trước mặt mình, ngay sau đó thì trước mắt hoa lên một cái, Trương Đại Quan Nhân đã tát một cái vào miệng hắn, đánh cho Triệu Xương Văn trời đất quay cuồng, nện mông xuống đất, Trương Đại Quan Nhân sở dĩ xuống tay quyết đoán như vậy chính là sợ Cảnh Chí Siêu bị bức phải thay đổi chủ ý, mục đích của Trương Dương rất rõ ràng. Là muốn buộc chặt bản thân và Cảnh Chí Siêu lại với nhau. Trương Dương và Ngũ Đắc Chí sóng vai đi vào đại sảnh, Ngũ Đắc Chí nói khẽ, khách nhân nơi này rất nhiều, chỉ sợ quản thành sẽ chó cùng rứt dậu. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười nói, không sợ, chúng ta có thể dọn dẹp trước. Cảnh Chí Siêu vốn đã định đánh chống lui quân, nhưng Trương Dương làm như vậy chẳng khác nào chặn không đường lui của hắn, cho dù hắn hiện tại rời khỏi thì món nợ này cũng sẽ vẫn tính lên đầu hắn. Cảnh Chí Siêu chỉ có kiên trì theo sát phía sau Trương Dương, nghe hắn nói tới câu dọn dẹp thì có chút kinh ngạc, dọn dẹp như thế nào? Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, sau đó cất cao giọng nói, mọi người bên trong nghe đây, căn cứ vào tình huống mà chúng tôi tìm hiểu được, nơi này đã bị người ta đặt một quả bom hẹn giờ, vì sự an toàn của mọi người, xin hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Hắn trung khí 10 phần, giọng vang xa, hiệu quả như dùng loa, Ngũ Đắc Chí đi sang bên, cầm bình cứu hỏa đập vào tủ chữa cháy. Lấy rùi bên trong ra thì đập lên nút cảnh báo, tiếng báo cháy lập tức vang vọng toàn bộ đại lâu. Trương Đại Quan Nhân nhìn ra những động tác liên tiếp này của Ngũ Đắc Chí chính là đao pháp độc thủ, lúc trước hắn đã truyền môn công phu này cho Ngũ Đắc Chí, không ngờ Ngũ Đắc Chí dốc lòng tu luyện, đã có thành tựu trên môn võ công này. Lời nói của Trương Đại Quan Nhân có lẽ vẫn khiến nhiều người hoài nghi, nhưng khi còi báo cháy vang lên, tất cả mọi người liền cảm thấy sợ, tân khách tới nhân gian cung khuyết đều chạy ra ngoài. Cho dù nhân viên công tác nơi này vội vàng giải thích với bọn họ, nhưng không có ai chịu tin, người tới đây tiêu khiển trên cơ bản đều là người có thanh danh ở kinh thành, không ai muốn bỏ lại tính mạng ở nơi này một cách không minh bạch ở đây. Cảnh Chí Siêu căn bản không ngờ tới cái Trương Dương gọi là dọn dẹp lại là loại biện pháp này, trong lòng thầm kêu khổ, hôm nay đã triệt để lớn chuyện này rồi, hắn vốn định mang cờ hiệu hợp tác với Trương Dương để lợi dụng Trương Dương, lần này không lợi dụng người ta, ngược lại thành bị người ta lợi dụng. Bất kể kết quả hôm nay như thế nào, chỉ sợ nỗi oan này mình phải gánh trên lưng rồi. Trương Dương nói với Cảnh Chí Siêu, tiếp theo phải trông vào anh rồi, cố gắng đừng để quản thành lọt lưới. Cảnh Chí Siêu hiện tại là đâm lao phải theo lao, hắn thậm chí chẳng thèm nghĩ xem quản thành nếu như không ở đây thì sẽ làm sao, dưới tình huống trước mắt chỉ có thể dựa theo phương pháp của Trương Dương mà làm. Trương Dương lại gọi điện thoại cho Vu Cường Hoa, tới cục diện hiện tại thì Vu Cường Hoa có thể đường hoàng ra mặt rồi. Tiến hành kiểm tra, Trương Đại Quan Nhân đối với quốc an vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, có Vu Cường Hoa tọa trấn ở phía sau, chắc hẳn sẽ không phát sinh vấn đề. Sau khi còi báo cháy vang lên, thang máy sẽ dừng, khách chỉ có thể đi bộ từ thông đạo an toàn xuống dưới, Cảnh Chí Siêu sai thủ hạ gác các thông đạo, nghiêm khắc kiểm tra thân phận của mỗi người, lần này không chỉ quan hệ đến tới có bắt được quản thành hay không, còn quan hệ đến vận mệnh tiền đồ của hắn, Cảnh Chí Siêu không dám lơ là. Cảnh Thiên Thu rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên, cô ta tới hiện trường, phẫn nộ chất vấn Trương Dương, anh đang làm gì thế? Chuyện hôm nay tôi sẽ không bro qua đâu, tất cả tổn thất của chúng tôi anh phải chịu trách nhiệm. Trương Đại Quan Nhân căn bản không để ý đến cô ta, quay sang Ngũ Đắc Chí nói, người đã bắt đầu rút rồi, chúng ta tìm hắn thế nào?
Ngũ Đắc Chí nói khẽ, nếu như anh là hắn thì hiện tại sẽ làm gì? Trương Dương nói, chạy trốn. Ngũ Đắc Chí lắc đầu nói, hắn không phải người thường, đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Cảnh Chí Siêu ở bên cạnh nói, nếu như tôi là hắn thì tôi trước tiên sẽ làm rõ tình huống hiện trường, sau đó lựa chọn một con đường ổn thỏa nhất để rời khỏi nơi này. Mấy người đều coi Cảnh Thiên Thu là không, Cảnh Thiên Thu tức giận nói, các anh sẽ phải trả giá đắt cho hành vi hôm nay. Trương Đại Quan Nhân bị cô ta khiến cho quá phiền, ngón tay búng một cái, một luồng kình phong bắn về phía người Cảnh Thiên Thu, Cảnh Thiên Thu chỉ cảm thấy ngực nhót đau, miệng há hốc nhưng không phát ra được một chút thanh âm nào. Cô ta không biết là Trương Dương đã động tay chân với mình, trong nhất thời vừa kinh vừa sợ, mặt trắng bệch. Được Cảnh Chí Siêu nhắc nhở, Trương Đại Quan Nhân lập tức nghĩ tới phòng theo dõi là nơi duy nhất có thể nắm được toàn cục. Trương Dương lập tức nói, tôi và Đắc Chí đi vào phòng theo dõi. Cảnh Chí Siêu nói, tôi dẫn người tới phòng giám sát. Khi người ta không còn lựa chọn thì sẽ trở nên quyết đoán và kiên định, hiện giờ Cảnh Chí Siêu chính là như vậy, hôm nay phải liều mạng thôi. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lui về phía sau. Trương Dương túm Triệu Xương Văn, thằng ôn đó bị một cú tát của hắn đánh cho sợ quá rồi, hiện tại tất nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, nghe nói Trương Dương bảo hắn tới phòng theo dõi, dám cũng không dám đánh thêm một cái, lập tức dẫn đường cho họ. Chương 2420, xuống tay nhất định phải quyết đoán 4. Về phần Cảnh Thiên Thu, hiện tại tạm thời thành câm điếc. Cô ta đứng đó trợn mắt to đến mấy cũng không có ai quan tâm tới cô ta, Trương Đại Quan Nhân chế trụ á huyệt của cô ta còn có một nguyên nhân, cô không phải nhân mạch rất rộng ư. Cô không phải rất biết gọi điện thoại ư, cho cô cầm niếc ăn khổ khổ thì tự biết. Cảnh Thiên Thu tuy rằng ngày thường khí thế bức người, ở trong nhân gian cung khuyết là nữ vương không ai bì nổi, nhưng với cục diện trước mắt, cô ta bởi vì đã mất quyền lên tiếng mà hoàn toàn mất quyền khống chế, cô ta bi ai cho rằng, mình hiện giờ là tú tài gặp lính. Có lý mà không nói được, tuy rằng cô ta vẫn cho rằng tùy tiện lôi ra một quan hệ nào cũng có thể ép chết đám tiểu tử đuôi mù này, nhưng quan hệ này ngoài tầm tay với, người có thực lực tới mấy cũng không thể giúp cô ta giải quyết được nguy cơ trước mắt. Triệu Xương Văn chỉ về phía trước, đây là phòng theo dõi. Cửa phòng khép hờ, bên trong không hề bật đèn, Trương Dương bước vào muốn mở cửa, nhưng lại bị Ngũ Đắc Chí chặn lại, Ngũ Đắc Chí lấy đèn pin ra, cẩn thận kiểm tra khe hở. Ở chỗ cách mặt đất khoảng một thước phát hiện ra một sợi dây mảnh như tơ nhện. Trương Dương giỏng tai lắng nghe, trong phòng theo dõi không có tiếng hít thở, hắn nói khẽ với Ngũ Đắc Chí, bên trong không có ai. Ngũ Đắc Chí gật đầu, mở thùng dụng cụ tùy thân, lấy ra kính nhìn cán dài, đút vào khe hở. Quan sát tình cảnh phía sau cửa, sau khi xem xong, hắn hít một hơi, giả đấy. Sau đó đẩy cửa phòng ra. Trong phòng theo dõi trống không, căn bản không có bất kỳ ai. Ngũ Đắc Chí căn cứ vào sợi dây vừa rồi kết luận quản thành khẳng định đã tới nơi này, hắn cẩn thận kiểm tra tất cả bên trong, không hề phát hiện có dấu bom. Trương Dương tóm lấy Triệu Xương Văn, trừ nơi này ra còn có phòng theo dõi khác hay không? Triệu Xương Văn nói, văn phòng của Cảnh Tổng, hắn hiển nhiên bị dọa cho sợ rồi, lúc này trở nên còn ngoan hơn cháu nội. Dẫn tôi đi. Mặt Triệu Xương Văn lộ vẻ khó xử, hắn lắc đầu, Cảnh Tổng nếu biết khẳng định sẽ đuổi việc tôi. Ở phòng số 5 tầng 3 ấy. Triệu Xương Văn vừa dứt lời thì Trương Dương và Ngũ Đắc Chí đều lao đi. Cửa phòng văn phòng Cảnh Thiên Thu khóa chặt, Trương Dương lần này học khôn rồi, sau khi Ngũ Đắc Chí kiểm tra, xác định không có cơ quan mới một cước đá văng cửa phòng. Trong văn phòng không có một bóng người, cơ bản giống với tình huống của phòng theo dõi. Có điều TV treo tường ở phòng theo dõi tất cả đều mở, còn ở đây thì đóng. Trương Dương một lần nữa tìm Triệu Xương Văn. Túm hắn vào, chỉ vào màn hình bên trên toàn là bông tuyết, thế này là sao? Những máy quay này rốt cuộc là quay chỗ nào? Hầu kết Triệu Xương Văn hết lên lại xuống, trong lòng rất khó xử. Trương Đại Quan Nhân, giận dữ hét nói mau, nếu như để tội phạm quan trọng chạy thoát thì tôi sẽ gán cho anh tội bao che. Triệu Xương Văn giật nảy mình, run giọng nói, thông đạo an toàn thứ hai. Trương Dương và Ngũ Đắc Chí liếc mắt nhìn nhau, thông đạo an toàn bọn họ đều từng nghe nói. Nhưng thông đạo an toàn thứ hai là ở đâu? Triệu Xương Văn nói, phòng ố 9 tầng 5, tôi dẫn các anh đi. Triệu Xương Văn dẫn người tới bọn họ tới phòng 9 tầng 5, Cảnh Chí Siêu lúc này dùng bộ đàm liên lạc với Trương Dương, hắn đã lục soát xong tầng 2, không phát hiện bất kỳ tình huống đặc biệt nào. Trương Dương cũng nói chỗ mình không có phát hiện gì, đẩy Triệu Xương Văn tiếp tục đi về phía trước. Triệu Xương Văn mở phòng số 9 tầng 5.
khiến Trương Dương và Ngũ Đắc Chí thất vọng là bên trong vẫn không thấy bóng ai, trên thực tế bọn họ trên đường đi tới cơ hồ không thấy một ai, sau khi còi báo cháy vang lên, khách đã chạy ra ngoài, trước mắt đều đang bị phía quốc an tra hỏi và điều tra. Từ ngoài mặt thì nơi này là một phòng hát karaoke hòa hoa, nhưng Triệu Sương Văn tới trước bục hát, rất quan thuộc ấn một loạt những con số trên màn hình chạm, cửa ẩn hình phía sau sofa chậm rãi mở ra, từ trong không ngờ lộ ra một thông đạo. Trương Dương dùng đèn pin chiếu vào bên trong, nhìn thấy một ống kính ở lối vào. Triệu Sương Văn run giọng nói, nơi này có một phòng giám sát, chính là cái bị hỏng. Trương Dương bảo hắn đi trước dẫn đường, bọn họ đi xuống dọc theo thang gác, thông đạo rất dài, ở giữa thông đạo cũng có máy quay, Trương Dương đoán rằng bọn họ chắc là từ lầu chính của nhân gian cung khuyết tiến vào một khu nhà khác. Thấp giọng nói với Ngũ Đắc Chí, tôi dám cam đoan nơi này là nơi tàng ô nạp cấu. Triệu Sương Văn ở phía trước nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng thầm kêu khổ, hôm nay mình chẳng khác nào đã để lộ hết tất cả bí mật của nhân gian cung khuyết, cảnh thiên thu nhất định sẽ không tha cho mình, có điều ai bảo mình nhát gan. Cú tát vừa rồi khiến mặt hắn vẫn còn đau rát. Cuối thông đạo là một cánh cửa mật mã, Triệu Sương Văn dừng chân, chỉ vào phía trên cửa mật mã, bên trên lại có một máy quay. Trương Dương không có hứng thú gì cả với máy quay, chỉ vào cửa mật mã bao nhiêu. Triệu Sương Văn nói chịu, mật mã đều là khách nhân tùy tiện đặt ra, mỗi lần sau khi bọn họ tính tiền thì mật mã sẽ được xóa. Trương đại quan nhân vỗ vỗ vào cửa hợp kim, ước lượng xem mình dùng một quyền thăng long quyền liệu có đánh vỡ được không. Ngũ Đắc Chí đi tới sờ sờ cửa mật mã, sau đó nói với Trương Dương, các anh lui ra phía sau một chút, tôi có biện pháp. Trương đại quan nhân và Triệu Sương Văn lui ra phía sau, nhìn thấy Ngũ Đắc Chí dính thứ như kẹo cao su vào trên cửa. Sau đó thì nhanh chóng lui về bên cạnh bọn họ. Dầm một tiếng, toàn bộ thông đạo giống như bởi vì tiếng nổ này mà rung chuyển. Bụi đất phía trên thông đạo ào ào rơi xuống, trong tiếng nổ, cửa mật mã băng hợp kim bị nổ cho bắn ra, Triệu Sương Văn sợ đến nỗi ôm chặt đầu, cả người nằm úp trên mặt đất. Trương Dương và Ngũ Đắc Chí lười chẳng quan tâm tới hắn, hai người nhanh chóng tiến vào trong thông đạo. Mới đi được vài bước thì liền nghe thấy phía trước có người kêu thảm cứu mạng. Cứu mạng! Thị lực của Trương Dương tuy rằng rất tốt, nhưng khói bụi vẫn mù mịt, ảnh hưởng tới tầm mắt của hắn, hắn mơ hồ đoán được phía trước là một nam một nữ, hai người chắc là bị trói tay lại với nhau. Đến gần thì mới phát hiện nam tử đó cả người trần truồng, nữ tử chỉ mặc một cái quần lọt khe, gần như lộ hết cả hàng họ, hai người mặt đối mặt bị trói lại với nhau, ở giữa kẹp một quả bom. Ngũ Đắc Chí hít một hơi lạnh. Trương Dương nhìn thấy nam tử đó tựa hồ có chút quen thuộc, có điều nam tử đó thủy chung cúi đầu. Như sợ bị Trương Dương nhìn rõ diện mạo, nhưng Trương đại quan nhân vẫn ghé tới, khi hắn thấy rõ hình dáng của nam tử đó thì không khỏi cười nói, thì ra là anh. Nam tử đó không ngờ là Tạ Khôn Cử. Gặp nhau dưới tình huống như vậy, Tạ Khôn Cử thật sự có thể nói là xấu hổ đến cực điểm, nhưng nếu đã bị người ta nhận ra, ngược lại thì không cảm thấy xấu hổ nữa, bởi vì hắn sợ, cho dù là trong lòng ôm một mỹ nữ khêu gợi hương diễm, nhưng giữa bọn họ còn có một quả bom. Ngũ Đắc Chí đi tới. Nhìn thấy thời gian trên màn hình hiển thị 3 phút. Cô gái kia sợ đến nỗi hồn bất phụ thể, run giọng nói, hắn lắp bom hẹn giờ trên người chúng tôi. Ngũ Đắc Chí lấy công cụ gỡ bom ra. Trương Dương nói, anh ở lại gỡ bom, tôi đi đuổi hắn. Ngũ Đắc Chí lắc đầu, võ công của Trương Dương tuy rằng lợi hại, nhưng quản thành mà hắn phải đối mặt là một chuyên gia thuốc nổ máu lạnh giảo hoạt, bất kể hắn lợi hại như thế nào thì cũng khó mà chống lại được bom. Ngũ Đắc Chí nói khẽ chờ tôi 3 phút, hắn dùng miệng kẹp đèn pin, sau đó bắt đầu gỡ bom, Ngũ Đắc Chí một khi tiến vào trạng thái gỡ bom thì sẽ quên hết tất cả bên cạnh, thậm chí xem nhẹ mục đích chủ yếu bọn họ lần này tới đây. Trương đại quan nhân tuy rằng rất muốn đi bắt quản thành, nhưng cũng không dám lỗ mãng đuổi theo, thằng cha này rảnh rỗi không có gì làm, lấy ra máy ảnh mini, cái này cũng không phải là đặc biệt dùng để đối phó với Tạ Khôn Cử, nhưng được mời không bằng ngẫu nhiên gặp, nói sao cũng phải ghi lại chút kỷ niệm. Trương đại quan nhân tách tách chụp lấy hơn 10 tấm, Tạ Khôn Cử lúc này thực sự muốn chết. Trương Dương à Trương Dương, tao để cả nhà mày, có loại bỏ đá xuống giếng như vậy ư. Nếu như hắn có thể động đậy thì khẳng định sẽ xông lên đập phá máy ảnh của Trương Dương, nhưng hắn không dám, giống như muốn chết vậy, chỉ có thể tưởng tượng, chứ thực sự bảo hắn chết thì hắn vẫn lưu luyến cuộc đời lắm. Ngũ Đắc Chí cắt bỏ sợi bó dây trên bom, tuy rằng một tay thao tác một tay nhưng vẫn vô cùng linh hoạt. Hắn bảo Trương Dương chiếu đèn giúp mình, nheo mắt lại, nhìn dây đủ mọi màu sắc trên bom, nói khẽ, nhiều năm như vậy,
thói quen của anh vẫn không thay đổi, bất kể thủ thuật che mắt của anh sử dụng lô hỏa thuần thanh cỡ nào, nhưng vẫn sẽ lưu lại khuyết điểm. Hắn giơ kéo lên, tới gần dây vàng trong đó, nhưng lại không lập tức cắt, đầu tiên là gảy sợi dây vàng ra, ra hiệu cho Trương Dương tụ tập ánh đen ở trên sợi đó, từ bên cạnh nhìn lại, có thể nhìn thấy phía sau dây vàng còn giấu một sợi dây màu kim loại như tơ nhện. Ngũ Đắc Chí tách dây kim loại và dây vàng, vẫn không cắt dây vàng, thời gian chỉ còn lại không đến 40 giây, ngay cả Trương Dương to gan lớn mật cũng không khỏi có chút khẩn trương. Chương 2421, có lý anh cũng nói, một. Ngũ Đắc Chí không chút hoang mang tìm kiếm nguồn dây, vừa nói khẽ, đây là một trong những thủ pháp thường dùng nhất của quản thành, nếu như đối với người không quen hắn, tùy tiện cắt dây vàng, sẽ cắt ở dây tơ kim loại phái sau, không những không thể tắt được bom, ngược lại sẽ phát nổ. Thời gian chỉ còn lại hơn 20 giây, Tạ Khôn Cử lúc này tim đã nhảy lên tới tận cổ, hắn run giọng nói, không còn thời gian đâu, nhanh. Ngũ Đắc Chí trừng mắt lườm hắn một cái, cơ hồ đồng thời quát cùng Trương Dương, câm miệng. Tạ Khôn Cử sợ đến nỗi run rẩy, mồ hôi lạnh dọc theo người chảy xuống, tuy rằng trong lòng ôm một vưu vật gợi cảm, nhưng chẳng có nổi nửa phần kiều diễm lãng mạn. Khi chỉ còn 9 giây, Ngũ Đắc Chí cuối cùng cũng quyết đoán cắt đứt sợi dây mảnh, giữ lại sợi dây vàng, máu đếm dừng lại. Đừng nói Tạ Khôn Cử và nữ nhân đó khẩn trương, Trương đại quan nhân cũng toát mồ hôi lạnh, nếu như Ngũ Đắc Chí đoán sai, hoặc là hắn không thể trong thời gian quy định hoàn thành gỡ bom, chỉ sợ bốn người bọn họ sẽ tan thành cho bụi trong vụ nổ. Nhìn thấy đồng hồ tính giờ trên bom đã ngừng, Ngũ Đắc Chí thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói với Trương Dương, không sao rồi. Đi, đuổi theo hắn. Tạ Khôn Cử kêu lên, nhưng bom vẫn ở trên người tôi. Trương đại quan nhân nói một cách khinh rẻ, anh tự sinh tự diệt đi. Các anh không thể thấy chết mà không cứu được. Trương Dương đã đi xa, Ngũ Đắc Chí thở dài, vẫn giúp Tạ Khôn Cử tháo bom xuống. Chỉ về phía sau bọn họ, đi đi, sẽ có người tiếp ứng các anh. Ngũ Đắc Chí bước nhanh đuổi theo bộ pháp của Trương Dương, thoáng nhìn thấy mồ hôi trên trán hắn, không khỏi cười nói, sao? Không có lòng tin đối với tôi à? Trương Dương nói, không phải không có lòng tin với anh, việc gỡ bom này quả thực là khảo nghiệm ác liệt đối với tâm lý, tôi tự nhận gan lớn, nhưng loại công tác này không thích hợp với tôi. Ngũ Đắc Chí nói, người ta ở rất nhiều lúc là không có lựa chọn. Lúc này bọn họ chạy tới một cửa ra của thông đạo. Cửa ra có cửa mật mã như cửa vừa rồi, có điều khiến Trương Dương vui sướng là cánh cửa đó không ngờ không khóa, nghĩ chắc khi quản thành bỏ trốn quá vội vàng, không thèm đóng cửa. Trương Dương bước nhanh tới, Ngũ Đắc Chí ở bên cạnh vươn tay ngăn hắn lại, sau đó lấy đèn pin ra, điều chỉnh tới ánh sáng tử ngoại rồi chiếu về phía trước. Nhưng thấy phía trước có tới hơn 10 sợi dây nhỏ đan xen nhau. Nếu như không phải dùng ánh sáng tử ngoại để chiếu thì căn bản không phát hiện được dây dẫn mỏng như tơ nhện này. Trương đại quan nhân không khỏi hít một hơi lạnh, quản thành này thật sự là quá âm hiểm. Ngũ Đắc Chí nói, trước tiên tìm bom đã. Trương Dương nheo mắt lại, tính khoảng cách rồi lắc đầu nói, không cần phải phiền toái gỡ bom làm gì. Tay hắn đỡ nách Ngũ Đắc Chí rồi mang Ngũ Đắc Chí cùng bay lên không, lướt qua những sợi dây dẫn nhỏ tí đó, chỗ hạ xuống đã là khu vực an toàn. Phương pháp của Trương Dương đơn giản mà trực tiếp, so với gỡ bom thì hiển nhiên tiết kiệm được không ít thời gian. Thính lực của Trương Dương hơn người một bậc, nghe thấy phía trước có tiếng bước chân dồn dập. Nói khẽ, hắn ở phía trước. Ngũ Đắc Chí biết cước lực của mình không theo kịp Trương Dương. Nếu như cứ kiên trì đi với hắn thì ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn, gật đầu nói, không cần quan tâm tới tôi, anh đi trước đuổi hắn, chú ý mặt đất. Sau khi rời khỏi thông đạo, chỗ họ đứng chắc là một kho hàng, bên trong cháy đầy thùng to thùng nhỏ. Trương Dương bay lên không nhảy lên một chỗ cao của đống thùng, dõi mắt nhìn, một bóng Gien đang phải tới cửa nhỏ phía bên phải. Trương đại quan nhân nhấc chân móc một cái hộp, sau đó giống như đá cầu đá hộp giấy về phía người đó. Bên trong họp đựng nồi cơm điện, dưới cú đá của Trương Dương, giống như đạn pháo rời nòng phóng đi. Người chạy trốn còn chưa tới gần cửa nhỏ thì cảm thấy tình huống không đúng, hắn xoay người lại. Nhìn thấy hộp giấy đang bay vút tới ngực mình, muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, hộp giấy nện mạnh lên ngực hắn, cùng lúc đó, hắn ấn máy điều khiển trong tay. Tiếng nổ mạnh vang lên, cả tòa nhà trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển, nổ mạnh liên tiếp giống như trời sụp đất nứt, Ngũ Đắc Chí đứng không vững ngã xuống đất. Nổ mạnh sớm nhất dẫn phát từ thông đạo phía sau bọn họ, khu vực đặt bom là chỗ vừa rồi Trương Dương dẫn Ngũ Đắc Chí lướt qua, nhưng vì thời gian cấp bách nên Ngũ Đắc Chí vẫn chưa kịp gỡ bom.
Một quả bom trong đó nổ mạnh từ vị trí dưới chân Trương Dương, thùng bay tán loạn chung quanh, Trương đại quan nhân khi nổ mạnh phát sinh thì bay lên không, tóm lấy xà ngang phía trước, thân thể dùng động tác xà đơn, quay người 360 độ, nhưng thấy phía dưới ánh lửa ngút trời. Đạo bóng đen đang chạy trốn được nổ mạnh yểm hộ, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài. Trương đại quan nhân tức giận nói, trốn đi đâu? Từ chỗ cao bay vút xuống, mũi chân giữa đường điểm nhẹ một cái, thân thể lướt tới cánh cửa nhỏ. Khi Trương Dương ra khỏi cửa thì bóng người đó đã chui vào cầu thang. Trương Dương vừa mới đuổi theo lên tầng 1 thì nghe thấy phía trước có tiếng tích tích, ngẩng đầu nhìn thấy trên vách tường có một quả bom lóe ra hồng quang, Trương Dương vội vàng lui về phía sau, hắn vừa mới tách ra được một khoảng cách an toàn thì quả bom cũng phát nổ, làm vách tường phía trước thủng ra một cái lỗ lớn, gạch đá rơi xuống lấp kín thông đạo thang lầu. Lúc này tên nam tử áo xám đã xuống tới tầng 2, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên tràn ngập khói bụi, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, muốn bắt hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Hắn không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy xuống phía dưới, cố gắng trong thời gian ngắn nhất chạy ra khỏi tòa nhà, lẫn vào đám người bên ngoài. Hắn cuối cùng tới tầng 1, sửa sang lại, vươn tay mở lối thoát hiểm, vốn cho rằng đã thành công cắt đuôi người đuổi theo, nhưng thình lình từ bên ngoài một người vọt vào. Nhắm vào mặt hắn nện một quyền này hiển nhiên dùng hết toàn lực, đánh cho đầu hắn ngửa ra sau, nện mông ngồi xuống ghế. Ngũ Đắc Chí kịp thời xuất hiện ở đây, trước khi nghi phạm đào tẩu thì cản được hắn. Ngũ Đắc Chí dù sao cũng đã mất một cánh tay phải, toàn lực chém ra một quyền khiến thân thể hắn suýt nữa mất thăng bằng, hắn trong nháy mắt đã nhận ra người trước mắt chính là Quản Thành. Quản Thành tuy rằng bị Ngũ Đắc Chí nện cho một quyền ngã xuống đất, nhưng nhiều năm được huấn luyện mang đến tác dụng. Tốc độ phản ứng của hắn khá kinh người, hai chân kẹp lấy mắt cá chân Ngũ Đắc Chí, dùng sức bẻ một cái, khiến Ngũ Đắc Chí ngã xuống đất, sau đó thì hắn rút ra mã tấu, nhanh như hổ đói vồ mồi muốn một đao xuyên thủng cổ họng Ngũ Đắc Chí. Tay trái Ngũ Đắc Chí thò ra, tóm lấy cổ tay nắm đao của Quản Thành, tay trái Quản Thành thì bóp cổ hắn. Chương 2422, có lý anh cũng nói hai. Ngũ Đắc Chí bởi vì hô hấp khó khăn mà mặt trở nên đỏ bừng. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân vặn tay phải của Quản Thành, khiến hai cánh tay đan vào nhau, vào khoảnh khắc tay trái Quản Thành rời khỏi cổ hắn, thì dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lấy trán đập vào mũi Quản Thành. Quản Thành bị hắn đập cho mặt đầy máu, tay phải thoát khỏi sự dây dưa của Ngũ Đắc Chí, mã tấu đâm chéo xuống dưới, bởi vì Ngũ Đắc Chí vặn người mà không thể đâm trúng chỗ yếu hại của chúng mục tiêu, mà cắm vào vai phải Ngũ Đắc Chí. Ngũ Đắc Chí tuy đau nhưng tay trái vẫn không rời khỏi người Quản Thành. Quản Thành rút mũi đao dính máu ra, đâm xuống ngực Ngũ Đắc Chí, mà lại đâm trúng một vật thể rất cứng, không thể đâm xuống được nữa. Ngũ Đắc Chí bật cười, Quản Thành lúc này mới nhìn rõ trong ngực Ngũ Đắc Chí không ngờ dắt một quả bom, trên màn hình đam hiển thị số đếm ngược 20, 19,18. Quản Thành quá sợ hãi, Ngũ Đắc Chí hiển nhiên là mang lòng đồng quy vu tận với hắn, không còn để ý tới sinh tử. Hắn muốn thoát đi nhưng lại bị Ngũ Đắc Chí túm lấy mắt cá chân. Quản Thành nhấc chân đá Ngũ Đắc Chí, muốn hất hắn ra, nhưng Ngũ Đắc Chí giống như cây mây ngàn năm cứ quấn chặt lấy hắn. Quản Thành giận dữ hét, tao sẽ cho mày chết trước. Nói còn chưa dứt lời thì gáy đã trúng một quyền thật mạnh, chính là Trương đại quan nhân kịp thời chạy đến, vào giây phút sống chết trước mắt này cứu Ngũ Đắc Chí từ dưới đao của Quản Thành. Lúc này bom trên ngực Ngũ Đắc Chí cũng đã kết thúc đế ngược, Ngũ Đắc Chí tháo quả bom xuống rồi ném sang một bên, chỉ là một cái máy đếm giờ rỗng mà thôi. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn mang tới tác dụng, Ngũ Đắc Chí lau vết máu trên khóe môi, Trương Dương chế trụ huyệt đạo của Quản Thành, tới trước mặt Ngũ Đắc Chí, vươn tay ra kéo hắn lên. Trương đại quan nhân chỉ vào Quản Thành, hắn là Quản Thành à? Ngũ Đắc Chí gật đầu nói, đúng vậy. Trương đại quan nhân trong lòng cảm thấy được an ủi, hiện tại bắt được Quản Thành rồi, tôi xem cảnh thiên thu cô còn gì để nói. Hắn có chút bực bội, khi vụ nổ phát sinh, Ngũ Đắc Chí và mình đều ở trong kho hàng. Còn là mình lao ra trước, nhưng không thể nghĩ được sao hắn lại đột nhiên tới trước mình. Ngũ Đắc Chí nói, trong kho hàng có một thang máy để vận chuyển hàng hóa, tôi ngồi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa tới tầng một trước, quả nhiên để tôi chờ được. Hắn nhấc chân đá vào người Quản Thành một cái, mình mất một cánh tay, tình cảm, cuộc sống cơ hồ hoàn toàn thay đổi, tất cả là vì tên hỗn đản này ban tặng, Ngũ Đắc Chí thực sự muốn giết chết hắn. Trương Dương trước tiên kiểm tra khoang miệng của Quản Thành. Xác định trong miệng hắn là CPS độc dược dùng để tự sát thì mới yên lòng, hắn trước tiên gọi điện thoại thông chi cho Vu Cường Hoa, nói với Vu Cường Hoa rằng mình đã bắt được Quản Thành,
Trương Đại Quan Nhân làm như vậy chủ yếu là xuất phát từ sự cảm kích đối với Vu Cường Hoa, muốn tặng công lao này cho hắn, để đáp lại ơn hắn đã tương trợ. Vu Cường Hoa lại không muốn nhận nhân tình này của Trương Dương, tuy rằng bắt được quản thành, nhưng sự kiện hôm nay còn không biết cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Vu Cường Hoa thà chẳng nhận công lao này, cũng đỡ phiền toái cho ngày sau. Minh bạch tâm ý của Vu Cường Hoa, Trương Dương cũng không miễn cưỡng, hắn liên hệ với Cảnh Chí Siêu. Cảnh Chí Siêu bên kia đã lục soát cả nhân gian cung khuyết một lượt, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng của quản thành, khi đang lo lắng thì Trương Dương đưa tới tin tức tốt này, nghe nói quản thành đã bị bắt. Cảnh Chí Siêu cũng yên lòng, ít nhất hiện tại hắn cũng có cái để ăn nói với cấp trên. Chuyện hôm nay thật sự khiến Cảnh Chí Siêu đau đầu, trận đại điều tra đối với nhân gian cung khuyết này khiến hắn bắt được không ít nhân vật mẫn cảm, Tạ Khôn Cử chỉ có thể xem như một trong số đó, đám người này đến nhân gian cung khuyết làm gì, trong lòng mọi người đều rõ, nhân gian cung khuyết tuy rằng chưa bao giờ bị bắt bớ, nhưng không có nghĩa là nơi này không có vấn đề, Cảnh Chí Siêu vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ. Nếu như hôm nay không bắt được quản thành thì mình sẽ kết thúc nên như thế nào? Chỉ sợ không chỉ là bị thủ trưởng phê bình một trận thôi đâu. Quản thành không chỉ là đối tượng bọn họ bắt hôm nay, hiện giờ còn là một ngọn cỏ cứu mạng của hắn. Một gã bộ hạ nói khẽ với Cảnh Chí Siêu, sếp, hôm nay không hề thiếu nhân vật trọng yếu ở đây, anh xem. Cảnh Chí Siêu nói, đã bắt được quản thành rồi, nếu người khác không có nhiều hiềm nghi thì bảo họ mau đi đi. Cảnh Thiên Thu hôm nay có thể nói là vận xui ùn ùn, chẳng những nhân gian cung khuyết bị điều tra, hơn nữa quản thành cũng bị người bắt, cho tới bây giờ, sự xin giúp đỡ của cô ta vẫn không mang tới tác dụng gì, hiện tại cô ta xem như đã hiểu Trương Dương rồi, thằng ôn này không dễ chọc, thuộc dạng người cứng mềm đều không ăn. Thật ra sự nhận thức này của Cảnh Thiên Thu vẫn rất phiến diện, Trương Đại Quan Nhân không phải cứng mềm đều không ăn, thằng cha này đa số là ăn mềm không ăn cứng. Phương thức đối phó của Cảnh Thiên Thu đối với hắn ngay từ đầu đã sai rồi. Cảnh Thiên Thu hiện tại bụng đầu tâm sự, cô ta muốn tìm người giúp, điện thoại ở trong tay cô ta, cũng không ai hạn chế cô ta liên lạc, đáng tiếc cô ta chính là không nói ra lời. Sau khi quản thành tỉnh táo lại thì phát hiện trong phòng có ba người, Ngũ Đắc Chí và Cảnh Chí Siêu hắn quen biết đã lâu, Trương Dương hắn thật ra vẫn là lần đầu tiên gặp trực tiếp, quản thành nhếch môi bật cười, nụ cười của hắn lộ ra có chút điên cuồng. Giữa hàm răng trắng ẩn rỉ máu, giống như một con dã thú bị nhốt. Cảnh Chí Siêu nói, quản thành, vụ nổ ô tô ở Đông Môn có phải anh làm hay không? Quản thành không ngờ không hề ngụy biện, hắn gật đầu, không sai, là tôi. Hắn vừa nói xong thì Trương Đại Quan Nhân đã lao lên hung hăng đấm vào bụng hắn một quyền này là vì hình chiêu huy. Đánh cho quản thành quỳ rạp xuống đất, không ngừng ho khan, phun ra một ngụm nước miếng dính máu. Cảnh Chí Siêu vội vàng ngăn cản Trương Dương, đừng đánh vội, tôi còn có chuyện quan trọng muốn hỏi. Ngũ Đắc Chí nói, năm đó vụ đánh bom ở quảng trường Lầu Canh Đông Giang cũng là anh làm. Quản thành ôm bụng, một quyền vừa rồi của Trương Dương cũng không nhẹ, khiến hắn hơn nửa ngày cũng không khôi phục lại, có điều thằng cha này cũng coi như là kiên cường, cắn chặt răng, hít vào một hơi. Đợi cho cơn đau thoáng thì hắn cười lạnh nói với Ngũ Đắc Chí, ai cũng nói. Anh là cao thủ gỡ bom số 1 của quốc an, tôi muốn xem anh có bản sự gì. Kết quả, chẳng phải thiếu chút nữa bị làm nổ cho chết ư. Ngũ Đắc Chí không xung động như Trương Dương, hắn gật đầu nói, chỉ để ganh đua cao thấp với tôi ư. Quản thành nói, đúng. Cảnh Chí Siêu nói, động cơ anh giết chết chủ nhiệm hình là gì? Rốt cuộc có ai sai khiến? Chương 2423, có lý anh cũng nói, ba. Quản thành nói. Không ai sai khiến tôi cả, năm đó khi tôi công tác ở quốc an, hắn từng rất bất công đối với tôi, cho nên tôi rất hận hắn. Vẫn luôn muốn giết chết hắn, hiện giờ cuối cùng cũng thả ước nguyện, sao? Tôi không có gì phải tiếc nuối cả, các anh muốn giết cứ giết. Tôi không sợ. Trương Dương tới trước mặt hắn, Cảnh Chí Siêu lo Trương Dương sẽ lại ra tay. Vội vàng nói, Trương Dương, khống chế tình tự của anh. Trương Dương tóm lấy cổ áo quản thành, nhìn chăm chú vào hai mắt hắn. Trong mắt quản thành không thấy bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Trương Đại Quan Nhân là muốn dùng mê hồn thuật để khống chế ý thức của quản thành, bắt hắn nói ra tên chủ mưu, quản thành lẳng lặng nhìn Trương Dương, hắn không hề ý thức được Trương Dương sẽ tiến hành mê hồn hắn. Khi hắn sa vào ánh mắt của Trương Dương không thể tự thoát ra được thì bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhức, hắn ôm ngực hự một tiếng, mông lung vốn đã mông lung trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân kinh ngạc không thôi. Đây không phải là lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này, trước đó ở chỗ Thiệu Minh Phi cũng từng thấy cảnh tương tự,
chẳng lẽ Quản Thành cũng giống như Thiệu Minh Phi bị người ta gieo tâm cổ, cho nên hắn mới có thể không bị mê hồn thuật chi phối. Trương Dương duỗi tay ra cầm môn Quản Thành run giọng nói, anh làm gì thế? Trương Dương rất nhanh liền nhận thấy được Quản Thành quả thực đã bị người ta hạ cổ, hắn không nói gì, lẳng lặng thả tay Quản Thành ra, đứng dậy nói, Quản Thành, rốt cuộc là ai đã sai khiến anh làm việc này? Quản Thành nói, không ai sai khiến tôi cả. Trương Dương nói, anh không nói thật, tôi có 1000 phương pháp để khảo vấn anh, khiến anh sống không bằng chết, nhưng lại không thể chết được, anh có sợ không? Quản Thành bị sát khí của Trương Dương dồn ép, trong lòng không khỏi phát lạnh, có lẽ Trương Dương thực sự sẽ làm như vậy. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn rất cứng, có gan thì anh cứ thử xem, nếu tôi nhíu mày thì là con anh. Trương Dương lạnh lùng nói, anh xứng ư. Cảnh Chí Siêu tới bên cạnh Trương Dương, lặng lẽ kéo tay áo hắn, ra hiệu mình có chuyện muốn nói với hắn, Trương Dương và hắn đi sang một bên, Cảnh Chí Siêu nói khẽ Trương Dương, miệng hắn rất cứng, anh chưa chắc đã hỏi ra được, hay là thế này đi tôi trước tiên mang hắn về rồi thẩm vấn kỹ càng, đối với loại người như này, quốc an chúng tôi vẫn có một số phương pháp. Trương Dương nghĩ nghĩ, mình cũng không thể ở trước mặt mọi người dụng hình với Quản Thành được, và lại Quản Thành đã bị người ta gieo tâm cổ. Ngay cả mê hồn thuật của mình đối với hắn cũng không có hiệu quả, cho dù dụng hình, muốn từ trong miệng hắn moi ra sự thật thì giao cũng không lớn, vì thế Trương Dương gật đầu nói chuyện bên này giao cho anh, có kết quả thì đừng quên báo cho tôi biết. Cảnh Chí Siêu mắng thầm Trương Dương giảo hoạt, thằng cha này không chỉ có giao Quản Thành cho mình, đồng thời cũng trực tiếp quảng đại phiền toái nhân gian cung khuyết này cho mình, nhưng Cảnh Chí Siêu lại không có biện pháp khác, chỉ đành tiếp lấy cục diện rối rắm này. Trương Dương và Ngũ Đắc Chí đi ra ngoài cửa. Ngũ Đắc Chí nói, anh thực sự định cứ vậy là xong ư? Trương Dương nói, Quản Thành chắc là bị người ta khống chế rồi, nếu như tôi đoán không sai thì hắn chỉ là một quân cờ bị lợi dụng mà thôi. Ngũ Đắc Chí nói khẽ, anh tìm được manh mối rồi à? Trương Dương chẳng nói gì, trong lòng lại nhớ tới hắc quả phụ Thiệu Minh Phi, Quản Thành, thậm chí Thiệu Minh Phi có liên quan chặt chẽ tới sự mất tích của Liễu Đan Thần, bọn họ chắc đều bị tên chủ mưu giật dây. Ngũ Đắc Chí nói, theo tôi được biết thì giữa Quản Thành và Hình Chiêu Huy không hề có bất kỳ mâu thuẫn gì, bọn họ thậm chí còn chưa từng cộng sự. Trương Dương nói, người bắt hắn làm chuyện này nhất định rất hận Lão Hình. Hắn nhìn thấy phía trước Cảnh Thiên Thu và một gã nhân viên công tác quốc an cùng nhau đi tới, ánh mắt của Cảnh Thiên Thu giống như mũi đao hướng về phía Trương Dương. Cô ta rất hận Trương Dương, chuyện hôm nay ầm ĩ tới loại tình trạng này tất cả là nhờ thằng Ôn này ban tặng, mặc dù cô ta ở Kinh Thành có rất nhiều quan hệ. Cũng được cho là người mánh khóe thông thiên, nhưng Quản Thành bị bắt trong quán của cô ta, hơn nữa bí mật nhân gian cung khuyết che giấu cũng bại lộ trước mặt công chúng, một khi dẫn tới sự chú ý của công chúng, chuyện này sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết, càng phiền toái hơn là Cảnh Thiên Thu hiện tại ngay cả một chữ cũng không nói nổi. Trương đại quan nhân mỉm cười tới trước mặt Cảnh Thiên Thu, gật đầu nói với cô ta, Cảnh Tổng, chúng tôi đã bắt được Quản Thành rồi, hắn cũng khai rồi, thì ra hai người quen nhau từ lâu. Mắt phượng của Cảnh Thiên Thu trợn lên, đáng tiếc cô ta nói không ra lời. Trương Dương giáp tâm chọc tức cô ta, có gì thì cô cứ nói đi, yên tâm, chính sách của đảng chúng ta là sẽ không để người tốt bị oan, cũng sẽ không bỏ qua cho một kẻ xấu nào. Trương đại quan nhân đương nhiên đã quy Cảnh Thiên Thu vào loại người xấu. Cảnh Thiên Thu gật đầu đầy oán hận, dùng cách này để biểu đạt sự phẫn nộ của mình, cô ta cũng không rõ mình sao lại đột nhiên mất tiếng. Trương đại quan nhân thật sự muốn khiến cô ta câm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không cần phải vậy, hắn vẫn định từ miệng Cảnh Thiên Thu moi ra thứ gì đó. Trương Dương ra tới bên ngoài, nhìn thấy khách nhân tiếp nhận tra hỏi đã bắt đầu lục tục rời đi thì không khỏi nhíu mày, hắn vừa hay nhìn thấy Lương Khang, vẻ mặt của Lương Khang cũng kinh hồn, hắn đến nhân gian cung khuyết đích xác là để bàn chuyện làm ăn, không làm ra chuyện trái pháp luật gì, nhưng mấy tiếng nổ vừa rồi đã làm cho hắn hoảng sợ. Nhìn thấy Trương Dương, Lương Khang nói, anh biết xảy ra chuyện gì không? Trương Dương lắc đầu, không biết. Lúc này nhìn thấy một người cúi đầu vội vàng đi qua người mình, chính là Tạ Khôn Cử, có điều hiện tại hắn ăn mặc rất chỉnh tề, hoàn toàn không thảm hại như vừa rồi Trương Dương nhìn thấy hắn. Tạ Khôn Cử nhìn thấy Trương Dương, cho nên mới muốn né tránh, nhưng Trương Dương lại kêu lên, Tạ Tổng dừng bước. Tạ Khôn Cử dừng chân, trong lòng chửi tổ tông 18 đời của Trương Dương một lượt, xoay người lại, ép mình nở nụ cười. Nói thật, so với khóc còn khó coi hơn, bí thư Trương, là anh à. Trước đây thằng cha này chưa bao giờ gọi Trương Dương như vậy, khi nói chuyện, hắn quan sát máy ảnh trên người Trương Dương, nghĩ thầm thảm trạng vừa rồi của mình tất cả đều bị hắn ghi lại rồi.
Trương đại quan nhân biết rõ còn cố hỏi, anh không sao chứ? Tạ Khôn Cử nói, không sao, không sao, công ty tôi còn có việc, đi trước nhé. Hắn lại cười cười với Lương Khang rồi vội vàng rời khỏi. Trương Dương cũng không ở lại lâu, hắn và Ngũ Đắc Chí lên xe, nói với Ngũ Đắc Chí, tôi phải đi tìm một người. Ngũ Đắc Chí nói, có liên quan tới chuyện hôm nay ư? Trương Dương gật đầu, chắc có liên quan, tôi trước tiên đưa anh về đã. Ngũ Đắc Chí nói, anh đưa tôi đến Nghi Xuân, tôi hẹn bằng hữu ở đó. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, bằng hữu? Anh ở kinh thành còn có bằng hữu à? Ngũ Đắc Chí nghe hắn nói như vậy thì không khỏi cười bảo, anh cho rằng tôi trước giờ đều là một người cô đơn ư? Trương đại quan nhân chớp chớp mắt nói, không phải là Đồng Tú Tú chứ? Ngũ Đắc Chí nói, tôi gặp mặt ai hình như không cần phải hỏi anh. Trương đại quan nhân cười nói, nhất định là đúng rồi, tôi nói này, hiện tại đại đã báo rồi, mặt anh cũng khôi phục 7-8 phần rồi, khúc mắc trước đây cũng có thể giải khai, cũng nên ôn lại tình cũ với người ta rồi. Ngũ Đắc Chí lườm hắn một cái, ai cần anh lo. Trương Dương lái xe đưa Ngũ Đắc Chí tới Nghi Xuân, trên đường Triệu Quốc Cường gọi điện thoại tới, hắn hiển nhiên đã biết chuyện xảy ra ở Nhân Gian Cung Khuyết, không khỏi thầm oán, Trương Dương, tôi vừa rồi nói với anh thế nào. Nhất định phải khống chế tính nóng của anh chạy đến bên đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, có bận tâm tới mặt mũi của tôi hay không? Trương đại quan nhân, thở dài Quốc Cường, không phải tôi không nể mặt anh, là cô cảnh kia có vấn đề. Cô ta chứa chấp quản thành, chúng tôi vừa rồi đã bắt được quản thành, hắn có liên quan tới rất nhiều vụ án trọng yến như nổ bom ở quảng trường Lầu Canh Đông Giang, vụ nổ ở Cục Công an Bắc Cảng, vụ nổ ô tô ở Đông Môn Kinh Thành cũng có liên quan tới hắn, trước mắt Quốc An đã chính thức tham gia rồi, Quốc Cường, anh không biết tình huống lúc đó thôi, nữ nhân này tuyệt đối rất phiền toái, là bằng hữu tôi khuyên anh một câu. Trăm ngàn lần đừng dính vào làm gì. Triệu Quốc Cường nghe Trương Dương nói nghiêm trọng như vậy thì cũng không khỏi trầm mặc. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói khẽ tôi tối nay sẽ tới kinh thành. Trương đại quan nhân vốn định nói anh tốt nhất đừng đến, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Triệu Quốc Cường lần này tới chưa chắc đã là vì Cảnh Thiên Thu, căn cứ vào tình huống trước mắt cho thấy, Cảnh Thiên Thu rất có thể lằng nhằng với lão gia tử Triệu Vĩnh Phúc của hắn, Triệu Quốc Cường tới đây 8-9 phần 10 là muốn khuyên lão gia tử của hắn giữ bình tĩnh. Chương 2424, có lý anh cũng nói, 4. Trương đại quan nhân đang nghe điện thoại thì phía sau một chiếc xe lao tới, vội vàng đánh vô lăng, sau đó thì đột nhiên phanh lại, Trương đại quan nhân đang gọi điện thoại, không kịp có phản ứng, nhưng dẫm phanh thì không kịp rồi, cùng với Ngũ Đắc Chí hét lên kinh hãi, xe bọn họ tông vào đuôi xe pick-up phía trước. Trương đại quan nhân tuy rằng lái xe Mercedes của ban chú Kinh Bình Hải, nhưng khi xe Mercedes va chạm với xe pick-up, nhưng xe hắn không hề chiếm được tiện nghi, nắp đậy động cơ biến hình vênh lên, bình nước cũng thủng. Triệu Quốc Cường ở đầu kia điện thoại nghe rõ tiếng va chạm đó, muốn hỏi xảy ra chuyện gì thì bên kia đã dập máy, gọi lại thì không có ai nghe. Trương đại quan nhân và Ngũ Đắc Chí cũng không bị thương, hai người mở cửa đi ra ngoài, bên kia xe pick-up có 4 người, mặt sau lại có 2 chiếc xe dừng lại, hiển nhiên là cùng một nhóm với xe pick-up, 10 người lục tục kéo xuống, 14 người này vây quanh Trương Dương và Ngũ Đắc Chí, lái xe pick-up là đại hán râu quai nón. Hắn chỉ vào mũi Trương Dương rồi, nói lái xe kiểu đéo gì thế. Trương đại quan nhân nhìn hai xe mình đâm vào đít xe trước, cho dù cảnh sát giao thông tới thì mình cũng lãnh hết trách nhiệm, nhưng hắn cũng không phải hiền lành gì, anh con mẹ nó sao tự dưng lại đạp phanh. Hắn vừa rồi vừa lái xe vừa gọi điện thoại, đền tiền. Ngũ Đắc Chí nhìn thấy đối phương nhiều người thì vội vàng nói, báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý. Lúc này hắn mới phát hiện, chỗ bọn họ phát sinh va chạm là nơi hẻo lánh. Đường rộng, nhưng xung quanh không có mấy xe cộ đi lại, nơi tầm mắt có thể hướng tới không thấy một cảnh sát nào. Ngũ Đắc Chí vừa mới móc di động ra thì có một người gạt tới, di động của Ngũ Đắc Chí bị hất bay, đây cũng là bởi vì Ngũ Đắc Chí căn bản không ngờ tới đối phương sẽ ra tay, bị người ta hất cho không kịp đề phòng. Tên râu quai nón gào lên, con mẹ nó, gọi cái đéo gì mà gọi. Đâm vào xe tao rồi còn làm trò, các anh em lên nào. Trương đại quan nhân chưa bao giờ gặp loại người không phân rõ phải trái như vậy, vù một cái, 5-6 người lao về phía Trương Dương, Trương đại quan nhân vốn không định vì chút việc nhỏ này mà ra tay. Không đáng. Còn có người mở cửa xe Mercedes, không ngờ vươn tay ra tóm lấy cái máy ảnh ở ghế sau. Ngũ Đắc Chí cũng hiểu rõ, chắc vụ tai nạn này là người ta cố ý chế tạo, mục đích chân chính của đám người này chính là chiếc máy ảnh đó.
Trương đại quan nhân vừa thấy vậy liền phát hỏa nhấc chân đá bay một người đang lao về phía mình, thằng ôn đó hét thảm bay đi, lưng va vào cửa xe Mercedes, cửa xe bởi vì bị hắn va vào mà đóng lại, vừa hay kẹp lấy tên đại hán nửa người đã thò vào trong xe, thằng ôn đó vốn đã sắp lấy được máy ảnh, nhưng bị cửa xe kẹp, đau quá nên theo bản năng rụt người lại. Ngũ Đắc Chí đồng thời ra tay, mục tiêu của hắn là tên vừa rồi đã hất di động của hắn, tay trái trưởng thành đao, chém vào ót tiểu tử đó. Đừng nhìn là tay không, nhưng vỗ xuống cũng sinh ra gió, đập cho tiểu tử đó choáng váng, nện mông xuống đất, Ngũ Đắc Chí lại nhấc đầu gối, đá vào căm tên đó, khiến mặt mũi hắn phun máu. 14 người này mặc dù trên nhân số thì gấp 7 lần Trương Dương và Ngũ Đắc Chí, nhưng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, Trương đại quan nhân liên tục đánh bại hai người, tóm lấy tên bị kẹp ở cửa xe chưa kịp bò ra, túm cổ áo hắn ném bay ra ngoài, Trương Dương vươn tay với máy ảnh. Không phải bởi vì máy ảnh quan trọng đối với hắn, mà là Trương đại quan nhân muốn nghiệm chứng một điểm. Quả nhiên, đám người đó lại ùa về phía Trương Dương, mục đích chính là chiếc máy ảnh. Đến hiện tại Trương đại quan nhân đã có thể xác định, nhóm người này và sự cố tông vào đuôi xe tất cả là Tạ Khôn Cử cố ý chế tạo, hiển nhiên hắn lo mình sẽ làm lộ việc xấu mặt của hắn ở nhân gian cung khuyết. Ngũ Đắc Chí không biết từ chỗ nào lấy ra được cái cờ lê, vung vẩy, đao pháp độc thủ đại khai đại hợp. Đánh cho đám vô lại này phải kêu cha gọi mẹ, khi cảnh sát giao thông chạy đến thì 14 người này tất cả đều bị bọn họ đánh ngã, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Cảnh sát giao thông khu trực thuộc cũng rất ít khi nhìn thấy cảnh hai người đánh ngã 14 người, một người trong đó còn là người tàn tật, sức chiến đấu này cũng thật cường hãn, trên thực tế Trương đại quan nhân còn chưa ra tay, hơn phân nửa đều là Ngũ Đắc Chí đánh bại. Ngũ Đắc Chí nhặt di động lên, đã rơi nát bét rồi, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, hỏng rồi. Tôi phải đi rồi, muộn mất. Trương Dương nói, mau đi, chuyện bên này để tôi xử lý. Hai cảnh sát giao thông đó không vui, alo, các anh nói rõ tình huống đi. Trương Dương nói, tôi có thể chạy đi đâu. Đúng là, có muốn tôi gọi cục trưởng phân cục của các anh tới hay không? Một câu thực sự đã hù chết cảnh sát giao thông này. Trong 14 người có mấy người bị thương không nhẹ. Trong lúc cảnh sát giao thông gọi xe cứu thương thì Trương Dương gọi cho Triệu Nhu Đình. Hắn vốn vẫn chưa định tìm Tạ Khôn Cử gây phiền toái, nhưng anh không phạm người mà người ta đã chọc tới đầu anh. Trương đại quan nhân phát hiện đối với người xấu thì không thể có nửa phần nhân từ, một khi nắm được cơ hội thì sẽ phải một kích đánh dập đầu. Triệu Nhu Đình sau khi nhận được điện thoại của Trương Dương thì cũng cảm thấy có chút buồn bực, tuy rằng mình và Trương Dương coi như là cũng có chút giao tình, nhưng vẫn không thân tới mức này, tới tai nạn giao thông nho nhỏ sao cũng nghĩ tới mình. Có điều cha cô ta là phó thị trưởng thường vụ Kinh Thành, có lẽ chính vì duyên cớ này mà Trương Dương mới tìm cô ta. Bất kể động cơ của Trương Dương như thế nào thì Triệu Nhu Đình cũng đã nợ hắn một nhân tình rất lớn, cho nên sau khi nhận được điện thoại thì ngay lập tức chạy tới hiện trường. Cảnh sát giao thông phụ trách xử lý sự cố nghe nói con gái phó thị trưởng thường vụ Triệu Thiên Nhạc tới thì tất nhiên không dám chậm trễ. Triệu Nhu Đình đối với những cảnh sát giao thông này thì căn bản không để vào mắt. Tới trước mặt Trương Dương thấp giọng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương đưa máy ảnh cho cô ta, mỉm cười nói, ảnh bên trong cô xem xong sẽ minh bạch, tai nạn giao thông này cũng là vì do những bức ảnh mà có. À, tôi phải nhắc nhở cô một câu, phải chú ý tới an toàn cá nhân, cẩn thận có người giết cô diệt khẩu đó. Triệu Nhu Đình nghe hắn nói xong đã minh bạch trong đây 89 phần 10 là có liên quan tới Tạ Khôn Cử, trong lòng vừa vui sướng vừa tức giận. Có cái này cô ta cuối cùng cũng có chứng cứ hữu lực để đối phó Tạ Khôn Cử rồi, trên phân chia tài sản cũng có thể chiếm hết chủ động. Cô ta nhất định phải tóm lấy cơ hội lần này, cho Tạ Khôn Cử một bài học thật đau. Triệu Nhu Đình gọi điện thoại gọi đại đội trưởng chi đội tuần cảnh Kinh Thành tới, Trương Dương bán cho cô ta một cái nhân tình lớn như vậy, cô ta không thể không tỏ ý gì. Trương Dương cũng không ở hiện trường lâu, sau khi nói hết từ đầu tới cuối thì liền lái xe rời khỏi hiện trường, Triệu Nhu Đình xử lý nốt. Mấy người chế tạo tai nạn xe cộ chặn Trương Dương lại trên đường hiển nhiên không đoán được sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Còn chưa thẩm vấn đã khai ra có người chi tiền bảo bọn họ làm chuyện này. Người đó tên là Phạm Quảng Đoàn, Triệu Nhu Đình không xa lạ gì với Phạm Quảng Đoàn. Người này là bạn tốt của Tạ Khôn Cử, chuyện tới nước này đã hoàn toàn rõ ràng rồi. Tạ Khôn Cử bảo Phạm Quảng Đoàn ra mặt tìm người, mục đích chế tạo tai nạn xe cộ này là để cản Trương Dương, cưới chiếc máy ảnh đó. Triệu Nhu Đình tìm một cửa hàng rửa anh, khi cô ta nàng xem nội dung của những bức ảnh này, tức giận đến nỗi hoa dung thất sắc, cả người run rẩy. Nữ nhân khi ủy khuất đầu tiên sẽ nghĩ đến người nhà mẹ đẻ. Những bức ảnh này khiến Triệu Nhu Đình đã quá chán nản với cuộc hôn nhân này,
cô ta vẫn luôn đang chờ một cơ hội thích hợp, chờ đợi một điểm bùng nổ, lần này cô ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa rồi. Triệu Thiên Nhạc cầm ảnh con gái đưa cho mình, tay y không khỏi run run, không phải thương tâm mà là phẫn nộ, những bức ảnh này đối với y thì có nghĩa là vô cùng nhục nhã, không chỉ vũ nhục con gái y, cũng là vũ nhục toàn bộ Triệu gia bọn họ. Triệu Thiên Nhạc ném ảnh lên bàn, nói khẽ, những bức ảnh này con từ đâu mà có. Triệu Nhu Đình lúc này mới kể lại chuyện từ đầu chí cuối, chẳng những nói ra chuyện hôm nay, cũng kể lại cả chuyện Tạ Khôn cử tìm trung y sư lừa cô ta, muốn dồn cô ta vào chỗ chết. Sau khi nói xong, hai mắt Triệu Nhu Đình ánh lệ. Triệu Thiên Nhạc tức giận đến nỗi ném bay chén trà, giận dữ hét, xảy ra chuyện như vậy con vì sao đến bây giờ theo tôi nói với cha. Triệu Nhu Đình dưng dưng nói, cha, chuyện này con sẽ không đê riêng cho hắn đâu, ly hôn đối với hắn mà nói thì thật sự là quá tiện nghi, con muốn hắn phải thân bại danh liệt, con muốn hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Khi cô ta nói những lời này vẻ mặt rất kiên quyết, không một chút do dự, nữ nhân một khi đã nổi ác tâm thì so với nam nhân còn quả quyết hơn gấp trăm lần. Ánh mắt Triệu Thiên Nhạc dừng trên những bức ảnh, nói khẽ, hắn rất nhanh sẽ biết, con gái của Triệu Thiên Nhạc ta tuyệt đối không phải là dễ bắt nạt. Chương 2425, trở mặt thì làm sao? 1. Nhân viên công tác quốc an vừa mới rời khỏi nhân gian cung khuyết, Phu Cường Hoa cũng dẫn đội đi, nhưng vừa đi chưa được bao lâu thì cục trưởng thị cục gọi điện thoại tới. Phu Cường Hoa nhìn thấy điện thoại từ văn phòng cục trưởng thì lập tức cảm thấy đau đầu, xem ra chuyện này cuối cùng vẫn đến tai cấp trên rồi, ngay cả cục trưởng thị cục cũng bị kinh động, muốn đích thân truy cứu trách nhiệm của mình. Tiểu Vu, chuyện nhân gian cung khuyết sốt cuộc là sao hả? Phu Cường Hoa thuật lại tình huống, đương nhiên hắn rất xảo diệu đổ đại bộ phận chuyện lên người quốc an, nhân gian cung khuyết xảy ra nổ bom, mình xuất cảnh cũng là chuyện trong phạm vi công tác bình thường. Cục trưởng nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đoàn kết yên ổn xã hội, trên toàn xã hội tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, nhất định phải tra tới cùng, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Trong mắt Phu Cường Hoa những lời này của cục trưởng rất có thể là giọng quan, nói theo hình thức, hắn gật đầu, cục trưởng. Trước mắt quốc an đã tham gia điều tra rồi, định tính chuyện này là sự kiện khủng bố, hung phạm dẫn nổ bom cũng đã xa lưới, chúng tôi không thích hợp tham gia. Cậu nói như vậy là không đúng rồi, phát sinh ở kinh thành, gây nguy hiểm tới an toàn công cộng, chúng ta không thể không quản, quốc an là quản bản thân sự kiện nổ mạnh, chúng ta thì phải điều tra nhân gian cung khuyết. Tôi đã nhận được tố cáo tương quan, nhân gian cung khuyết là một nơi tàng ô nạp cấu, vì sao nhiều năm như vậy không có ai tới tra, là không dám tra. Hay là không muốn tra? Phu Cường Hoa cơ hồ cho rằng mình nghe lầm, gì cơ? Lần này nhất định phải điều tra nhân gian cung khuyết tới cùng, mặc kệ nó có bối cảnh như thế nào, mặc kệ liên quan tới người nào, cũng phải tra tới cùng, chỉ cần trong đó tồn tại bất kỳ hành vi trái pháp luật nào thì nhất định phải xử lý nghiêm túc. Tuyệt đối không nhân nhượng. Cảnh Thiên Thu cuối cùng cũng khôi phục năng lực nói chuyện, cô ta thề thốt phủ nhận có liên quan tới Quản Thành, mà phía Quản Thành cũng nói rằng không biết Cảnh Thiên Thu. Chỉ nói với cô ta là nhất thiết phải giữ liên lạc thông suốt, đồng thời cũng không được tự tiện tời kinh, Cảnh Thiên Thu minh bạch, đối phương tuy rằng khách khí, nhưng đã coi cô ta là đối tượng hoài nghi. Cảnh Chí Siêu sau khi rời khỏi thì Cảnh Thiên Thu trở lại văn phòng của mình, cô ta nghĩ mãi, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Triệu Vĩnh Phúc. Điện thoại đổ chuông rất lâu, Triệu Vĩnh Phúc mới nhấc máy, giọng nói lộ ra có chút mệt mỏi, alo. Cảnh Thiên Thu nói, Vĩnh Phúc, tôi gặp phiền toái rồi. Triệu Vĩnh Phúc thở dài nói, tôi đã sớm nói với cô rồi, thằng Ôn Trương Dương này làm mưa làm gió ở kinh thành, người khác đều tránh không kịp, cô vì sao cô còn đụng vào hắn? Cảnh Thiên Thu nói, lần này đúng là phiền, bọn họ ở chỗ tôi tìm được một tên hung phạm đánh bom, tôi căn bản không biết hắn, nhưng nhìn tình hình ý bọn họ muốn vu hãm cho tôi tội chứa chấp. Triệu Vĩnh Phúc nói, mấy năm nay tôi đã khuyên cô bao nhiêu lần rồi. Nhân gian cung khuyết căn bản không cần thiết phải mở nữa. Ép làm kinh doanh gì thì tôi trước giờ cũng không quản cô, nhưng cô cũng không thể làm theo tính của mình được. Cảnh Thiên Thu nói với vẻ thảm hại, Vĩnh Phúc, anh giúp tôi với, từ anh rồi tôi thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể giúp được tôi. Triệu Vĩnh Phúc lại thở dài, hắn nói khẽ cô đừng hoảng. Tôi đi hỏi tình huống xem thế nào đã. Cảnh Thiên Thu nghe Triệu Vĩnh Phúc nói như vậy thì trong lòng an tâm hơn chút. Chỉ cần Triệu Vĩnh Phúc đáp ứng ra mặt cho mình, chuyện này chắc vẫn có thể hóa giải được. Bình tĩnh lại, cô ta nghĩ tới Trương Dương, không khỏi cắn răng, trong lòng đầy oán hận, chỉ cần để tôi vượt qua được cửa này, tôi tuyệt không tha cho anh. Cảnh Thiên Thu trong lòng đang oán hận không thôi thì lúc này cửa phòng bị đẩy ra,
nghe thấy thư ký ngoài cửa nói các anh không thể vào được. Phu Cường Hoa xuất lĩnh một gã trợ thủ bước vào văn phòng Cảnh Thiên Thu. Cảnh Thiên Thu ngẩn ra, rồi khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói, Phu Đại đội đại giá quang lâm, không biết là muốn làm gì. Cảnh Thiên Thu trước đó cũng không tiếp xúc nhiều với Vu Cường Hoa, chỉ biết là Vu Cường Hoa là đội trưởng đại đội hình cảnh khu trực thuộc, cái này có liên quan tới Cảnh Thiên Thu luôn tự cho mình là cao, cô ta cũng khinh thường giao tiếp với loại nhân vật như Vu Cường Hoa. Nhưng hôm nay Cảnh Thiên Thu đối với Vu Cường Hoa lại coi trọng trước giờ chưa từng có, cô ta cảm thấy tình huống tựa hồ càng lúc càng không đúng, nếu như quản thành thực sự khai mình ra, như vậy mình ít nhất cũng không bị tội bao che, Vu Cường Hoa tới đây chẳng lẽ là vì chuyện này. Cô ta nghĩ lại thì thấy có chút không đúng, chuyện của quản thành là quốc an mà có, công an chắc sẽ không tham gia vào sự vụ của quốc an. Vu Cường Hoa nói, Cảnh Thiên Thu, căn cứ vào tình huống chúng tôi trước mắt nắm giữ được thì nhân gian cung khuyết do cô đứng tên bị tình nghi dính líu đến tổ chức và cung cấp phục vụ mại dâm, đã trái với hình pháp của nước ta, hiện tại mời cho theo chúng tôi trở về hiệp trợ điều tra. Cảnh Thiên Thu nghe thấy Vu Cường Hoa gọi thẳng tên mình thì biết hắn là lai giả bất thiện. Nghe thấy câu lên án của Vu Cường Hoa, Cảnh Thiên Thu không khỏi bật cười, Vu đại đội, tội trạng anh liệt kê căn bản không hề có căn cứ, ở kinh thành ai chẳng biết nhân gian cung khuyết chúng tôi là làm sinh ý chính đáng, bình thường người đến đây đều là người có thân phận và địa vị, anh cho dù không tin tôi thì cũng phải tin phẩm hạnh của những người này chứ. Cảnh Thiên Thu rõ ràng đang ám chỉ Vu Cường Hoa, anh dám bắt tôi, không sợ chọc vào cả thiên hạ à. Vu Cường Hoa nói, có chuyện gì thì cô trước tiên cứ theo tôi về cục lý đã rồi nói. Triệu Quốc Cường lên máy bay, trong thời gian ngắn nhất chạy tới Kinh Thành, tới nhà của cha ở Kinh Thành, căn nhà này thật ra là mẹ hắn để lại. Khi Triệu Quốc Cường tới nơi thì nhìn thấy tiểu lâu vẫn sáng đèn, đoán rằng cha chắc chưa đi ngủ, hắn đi vào tiểu lâu, đầu tiên nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân, tiếng khóc từ trong thư phòng của cha truyền ra, Triệu Quốc Cường hỏi qua bảo mẫu mới biết, Cơ Nhược Nhạn vừa mới tới đây. Bởi vì chuyện của gì cô ta Cảnh Thiên Thu mà cầu xin Triệu Vĩnh Phúc ra tay tương trợ. Triệu Quốc Cường nghĩ nghĩ rồi vẫn gõ cửa phòng, Cơ Nhược Nhạn dứt tiếng khóc, ra mở cửa phòng, cô ta không ngờ Triệu Quốc Cường vào đêm khuya thế này lại về kinh thành, cười cười, nhưng trên mặt vẫn đẫm nước mắt, cô ta vươn tay ra lau rồi nói Quốc Cường, anh đã về, bác Triệu, cháu không làm phiền hai người, cháu đi trước. Cô ta đi rất vội vàng, chân vấp một cái, suýt nữa thì ngã. Triệu Quốc Cường vội vàng đi tới đỡ cô ta. Cơ Nhược Nhạn lắc đầu nói, tôi không sao. Triệu Quốc Cường đưa cô ta ra ô tô rồi mới trở lại thư phòng. Cha đang ngồi dưới đèn, hai hàng lông mày nhíu chặt, tâm tình vô cùng buồn bực. Triệu Quốc Cường nói, cha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 243.